Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Chiến thần cảnh đỉnh phong, nhiều như vậy chiến thần cảnh đỉnh phong, chạy trốn chiến thiên thánh kinh hãi nhìn xem vây quanh bọn họ tu sĩ, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn trước tiên chạy trốn, lại bị một đạo kiếm khí chém trở về, ngăn khuất hắn trước người người, không phải người khác, chính là kiếm la. Chiến thiên thánh ánh mắt từ kiếm la bọn họ trên người đảo qua, cuối cùng rơi tại trên mặt biển chọc mệnh thiên vĩ phía trên, mí mắt một trận cuồng loạn. Hắn trong lòng giận mắng không thôi, đem chiến luân hồi tổ tông 18 đời đều thăm hỏi 100 lần. Nha, người chiến luân hồi không phải nói hiện tại tu la điện một tay có thể diệt à, cái kia là bởi vì người chiến luân hồi là thiên thần cảnh cường giả, có thể diệt bọn họ. Có thể chúng ta những người này chỉ là chiến thần cảnh a, lại làm sao có thể tùy tiện hủy diệt tu la điện. Nhất là trên mặt biển đầu kia chọc mệnh thiên vĩ, tản ra một loại hủy diệt tính khí tức. Tùy thời đều có thể muốn tính mạng bọn họ. Cái khác chiến thần điện tu sĩ cũng đồng dạng bị tu la điện tu sĩ giết trở về, toàn bộ đều vây quanh ở trung ương. Bây giờ tu la điện, cũng đã không phải chiến thần điện tùy ý nắm bóp, cho dù chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đều không thiếu khuyết, như thế nào ai cũng có thể tùy tiện giết. Tám chiếc thần châu chở chiến thần điện tu sĩ, vừa mới gần một nửa chết ở chọc thiên hồng công kích phía dưới, hiện tại chỉ còn lại khoảng 4 vạn người. Muốn diệt sát tu la điện, nhất định chính là người si nói mộng. Các ngươi ngược lại là trốn a. Chọc thiên hồng đạp không mà lên, hóa thành bóng người, một mặt coi thường nhìn xem chiến thiên thánh bọn họ, thiên thần cảnh thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại cái này cỗ lực lượng nghiền ép phía dưới, chiến thiên thánh bọn họ đã có chút đứng không vững, bọn họ lúc này mới phát hiện, bản thân trước đó ý nghĩ là yếu cỡ nào chí. Bằng vào bọn họ 20 chiến thần cảnh đỉnh phong, tăng thêm một chút chiến thần cảnh cùng chiến thánh cảnh tu sĩ liền muốn hủy diệt tu la điện. Nếu như chiến thần điện thật có thể dễ dàng như thế hủy diệt tu la điện, cái kia tu la điện đã sớm không có tồn tại cần thiết. Nghe được Chọc Thiên Hồng nói, chiến thần điện tu sĩ khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng không thôi, trốn, hiện tại chúng ta còn nơi nào dám trốn. Người nhà qua một lúc nếu là lấy trước chạy trốn khinh bỉ, qua một lúc sẽ chỉ chết càng nhanh mà thôi. Trốn là trốn không thoát, vậy liền chỉ có đánh một trận. Thế nhưng là, muốn từ thiên thần cảnh chọc mệnh thiên vĩ dưới tay sống sót, như thế nào dễ dàng như vậy đâu. Chọc thiên hồng thoại âm rơi xuống, quanh thân tám đạo huyết sắc lưu quang vung ra, những nơi đi qua, từng mảnh huyết sắc vũ khí sôi trào, thậm chí có từng đoàn dị dạng quang mang hiện lên ở không trung. Đối phó chiến thần điện tu sĩ, chọc thiên hồng không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Trực tiếp thi triển nó cái kia quỷ dị năng lực, bắt đầu đại sát đặc sát. Chỉ một lát sau, chết ở trong tay hắn người liền đếm không hết, còn lại người cũng bắt đầu run rẩy lên, hai chân đều tại không ngừng run lên. Chiến thiên thánh càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn như thế nào không biết, Tiêu Phàm là muốn lưu lại bọn họ toàn bộ dự định. Đại nhân, bọn họ chỉ có một cái thiên thần cảnh cùng mười mấy chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, chúng ta hiện tại phá vây, còn có cơ hội sống sót. Nếu không lời nói. Trong đó một cái chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ cấp chiến thiên thánh truyền âm nói, thần sắc vô cùng khó coi. Hắn cố ý truyền âm nhường còn lại chiến thần điện tu sĩ đều có thể nghe được, đám người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào quyết định. Bọn họ còn lại người đều là chiến thần cảnh tu vi, nhiều đến 200 người, càng là có 20 chiến thần cảnh đỉnh phong, muốn xông phá tu la điện vòng vây. Hẳn không phải là rất khó sự tình. Nếu như không phải kiêng kỵ Chọc Thiên Hồng cường đại, bọn họ không dám tự tiện động thủ, có lẽ đã sớm xông ra bao vây. Một khi bọn họ động thủ, những người này có thể chịu không được Chọc Thiên Hồng đổ sát. Làm đám người do dự thời khắc, chiến thần điện tu sĩ lại có vô số tu sĩ chết thảm Chọc Thiên Hồng thủ hạ, mệnh cách bị Chọc Thiên Hồng tước đoạt. Đồng thời, Lăng Phong, Tiểu Kim, Kiếm La, Tiếu Thiên Dương, Sở Khinh Cuồng đám người toàn bộ xuất thủ, bắt đầu chém giết chiến thần điện tu sĩ. Chiến thần điện tu sĩ tạm thời đều bị Chọc Thiên Hồng thiên thần uy thế chấn nhiếp, cơ bản không có cái gì sức phản kháng, cái này thế nhưng là tốt nhất đối phó chiến thần điện cơ hội, Lăng Phong bọn họ lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Giết, đột nhiên, gầm lên một tiếng truyền đến, lại là nhìn thấy một cái lớn mật chiến thần điện tu sĩ rốt cục chống đỡ sự sợ hãi ấy. Bộc phát ra, hướng về một cái phương hướng phá vây mà đi. Những người khác thấy thế,
ánh mắt hơi hơi sáng lên, đồng thời bắt đầu chuẩn bị động thủ. Chết, cũng ngay lúc đó, lại một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một đạo thân hình đạp không mà lên, hóa thành một đạo cầu vồng kiếm lướt qua hư không, đem cái kia lớn mật tu sĩ trực tiếp cho xé thành bột mịn. Tê sống sót chiến thần điện tu sĩ thấy thế, không khỏi ngược lại rút miệng hơi lạnh, Tu La Điện hung mãnh hoàn toàn vượt quá bọn họ dự kiến. Tu La Điện không phải mặc người chém giết tồn tại à, làm sao đột nhiên biến đáng sợ như thế cường thế. Vừa mới đây chính là một cái chiến thần cảnh đỉnh phong a, lại bị Tu La Điện người trực tiếp giết trong nháy mắt. Còn lại người trong lòng bộc phát phản kháng ý nghĩ, giờ phút này lần nữa bị một kiếm này tiêu diệt xuống dưới, tất cả mọi người cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ở lại đây bên trong chờ chết, có lẽ còn có sống sót khả năng, chỉ ít qua một lúc còn có một tia thoát đi nơi này hy vọng. Chỉ khi nào bắn vọt phá vây, cũng sẽ bị Tu La Điện trọng điểm chiếu cố, cực tốc gạt bỏ, sẽ chỉ chết càng nhanh. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể sống xuống dưới, nhưng là loại hy vọng này cơ hồ có thể không cần tính, so ở lại đây chờ chết sống sót hy vọng còn muốn nhỏ. Bởi vậy, phần lớn người vẫn là nguyện ý ở lại đây chờ chết, chờ đợi kỳ tích phát sinh, mà không phải đồng tâm hiệp lực giết ra ngoài, bởi vì mỗi người cũng không dám làm chim đầu đàn. Nhân tính chính là như thế, làm tử vong còn chưa giáng lâm tại trên người lúc, bọn họ là không biết e ngại, dù là biết rõ tử vong sắp giáng lâm. Làm bọn họ tỉnh ngộ, muốn phản kháng thời điểm, lại là phát hiện, lực lượng cũng đã không đủ để đối phó bản thân đối thủ. Hiện tại vừa lúc chính là loại này tình huống, Tu La Điện đám người đem chiến thần điện tu sĩ vây quanh ở trung ương, cũng không có bao vây mà lên, mà là chỉ có tầm 10 người tại diệt sát chiến thần điện tu sĩ, chiến thần điện mỗi chết một cái, bọn họ lực lượng liền yếu kém một phần. Liền tựa như nước sôi đùng ếch xanh, làm bọn họ phát hiện bản thân nhất định phải phản kháng thời điểm, cũng đã căn bản không có bất kỳ lực lượng nào. Nếu như Tu La Điện toàn lực xuất thủ hủy diệt chiến thần điện tu sĩ tự nhiên sẽ tử chiến đến cùng, khi đó hưu chết vào tay ai liền cũng chưa biết. Chiến thiên thánh thần sắc lấp lóe không yên, một mực đang tìm kiếm đột phá khẩu, có thể nửa chén trà nhỏ thời gian xuống tới, hắn vẫn như cũ không cách nào làm ra chính xác quyết định, mà giờ phút này, chiến thần điện tu sĩ chỉ còn lại không đến 100 cái, liền chiến thần cảnh đỉnh phong đều chỉ còn lại không đến 10 cái. Đại nhân, chiến thần điện còn lại người nơm nớp lo sợ nhìn xem chung quanh Tu La Điện tu sĩ, bọn họ lúc này mới phát hiện, mình làm một cái bao nhiêu sai lầm quyết định. Ngay từ đầu mỗi người đều là hăng hái, tới đây hủy diệt Tu La Điện, nhưng từ đầu đến cuối lại trực tiếp bị Tu La Điện hủy diệt, đây quả thực là thiên đại tiếu thoại. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng, chiến thiên thánh có thể có đào mệnh thủ đoạn, thuận tiện mang theo bọn họ đào tẩu. Giết ta chiến thần điện tu sĩ, các người đều sẽ chết không yên lành, thả chúng ta rời đi, ta có lẽ còn sẽ hướng điện chủ thay các ngươi cầu. Chiến thiên thánh sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tu La Điện tu sĩ giống giận. Hắn chỗ nào có cái gì đào mệnh thủ pháp, nếu có, hắn đã sớm sử dụng, nơi nào sẽ đợi đến hiện tại, ở chỗ này bị dày vò. Lời còn chưa dứt, chiến thiên thánh thanh âm két két mà dừng, chỉ thấy một ngụm máu sắc lưu quang gào thét mà tới, trực tiếp xuyên thủng trảm thiên thần mi tâm. Chiến thiên thánh một mặt kinh khủng nhìn xem phía trước, lại là chọc thiên hồng vung ra một đầu xúc tu giết hắn, càng là một mặt ác tâm nhìn xem chiến thiên thánh nói, thay chúng ta cầu tình đúng không? Hắn chiến luân hồi còn không quản được chúng ta mệnh, thật không biết ngươi từ đâu tới dũng khí dùng chiến luân hồi uy hiếp ta. Bất quá, phạm ta Tu La Điện người, giết không tha. Phốc phốc vừa dứt lời, từng đạo kiếm mang từ trong hư không xông ra. Trong nháy mắt xuyên thủng còn lại những cái kia tu sĩ lồng ngực, lại là chẳng biết lúc nào, Tu La Điện tu sĩ cũng đã lặng lẽ ẩn núp đến chiến thần điện tu sĩ sau đó, đem tất cả mọi người trong nháy mắt chém giết. Đến bước này, chiến luân hồi phái đi hủy diệt Tu La Điện người, toàn quân bị diệt. Giờ phút này, Nam vực một cái nào đó phiến sơn mạch đỉnh, đứng đấy ba đạo bóng người, cầm đầu là một cái bạch bào lão giả tóc trắng bạch mi, tiên phong đạo cốt. Siêu nhiên xuất trần. Tại hắn sau lưng cách đó không xa, đứng đấy một cái non nớt cẩm bào thiếu niên cùng một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ thạch nhân đứng ở cẩm bào thiếu niên đầu vai, ba người đều là ngắm nhìn không chung, ánh mắt lấp lóe không thôi. Thật lâu, cẩm bào thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không chung,
kinh ngạc nói, lão đầu, đây chính là ngươi khoảng thời gian này để cho chúng ta bố trí trận pháp. Xem như thế đi, bạch bào lão giả nhẹ gật đầu, thần sắc không hề bận tâm, cái kia một đôi mắt, tràn đầy đục ngầu cùng tang thương, đạm mạc nhìn chằm chằm chân trời phía trên. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, ba người không phải người khác, chính là Bắc Lão, Sở Phiền cùng Thạch Thánh. Đây là cái gì trận pháp, có thể nào vượt qua một giới? Thạch Thánh kinh hãi nhìn xem thiên khung, kinh ngạc nói. Chân chính trận pháp sư, không chỉ có thể lấy một giới làm trận, càng là có thể lấy chư thiên vạn giới làm trận. Bắc Lão lắc lắc đầu nói, ngôn ngữ ở giữa, hắn cũng tràn đầy đối loại kia cảnh giới hướng tới. Sau đó, Bắc Lão chậm rãi quay người, nhìn về phía hai người nói, đi thôi, theo ta đi thần vực. Lão đầu, người bộ dáng, cẩm bào thiếu niên Sở Phiền cùng Thạch Thánh hai người đột nhiên chăm miệng một lời kêu lên. Giờ phút này Bắc Lão, so với trước kia, nhìn qua muốn càng thêm già, khô gầy dáng người, khô quắt da rẻ, thậm chí có loại thiên nhân ngũ suy xu thế. Chỉ có cái kia sống lưng, vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Ta thực lực còn chưa đi đến như vậy cảnh giới, tự nhiên muốn bỏ ra một chút đền bù. Bắc Lão khoát khoát tay, lơ đễnh nói. Không cần nghĩ cũng biết rõ, cửu thiên thần quang trận chính là Bắc Lão bố trí. Những ngày qua, Bắc Lão dốc hết tâm huyết, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua, trong đôi mắt răng đầy tơ máu. Thời gian không nhiều lắm, Bắc Lão lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, dường như xem thấu thâm thúy tinh không đồng dạng, híp híp hai mắt. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thoại âm rơi xuống, Bắc Lão đưa tay vung lên, một cỗ đại lực bọc lấy Thạch Thánh cùng Sở Phiền, mấy người phóng ra bước chân, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, tốc độ kia, giống hệt không gian Nazi. Giờ phút này, tiểu thiên địa bên trong, Tiêu Phàm đang cùng Giả Cửu Thiên cùng Giả Cửu U chiến hừng hực khí thế, tiểu thiên địa cũng đã tiếp nhận không được loại này va chạm kịch liệt, bắt đầu không ngừng vỡ nát. Oanh long long. Một cỗ ngập trời sát phạt ma khí hướng về Tiêu Phàm oanh sát tới, một quyền dường như có thể vỡ nát thiên địa, Giả Cửu U cỗ này ma thể, so với hắn thần thể không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Một quyền này, giống như vẫn lạc hạ xuống đồng dạng, thẳng hướng Tiêu Phàm, trên người bá đạo lực lượng không ngừng mãnh liệt. Tiêu Phàm muốn né tránh, nhưng mà lúc này, Giả Cửu Thiên một trưởng từ Tiêu Phàm sau lưng tập sát mà tới, hoàn toàn ngăn chặn Tiêu Phàm đường đi. Ta cũng phải nhìn xem ngươi cái này ma thể có cái gì trình độ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trên mặt lóe ra ngoan sắc, không tránh không lùi. Một thoáng thời gian, vô tận chiến huyết sôi trào, Tiêu Phàm bên ngoài thân hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, sáng chói chói mắt, dáng vẻ trang nghiêm, khí thế của hắn thẳng trèo thiên thần đỉnh phong. Sau đó, Tiêu Phàm chân đạp thái huyền thần du bộ, hóa thành một đạo chớp lóe, trực tiếp thẳng hướng Giả Cửu U. Oanh! Lực lượng cuồng bạo đụng vào nhau, lấy hai người nắm đấm làm trung tâm, khí lãng giống như thiên đao đồng dạng hướng về tứ phía bát phương nổi giận chém mà đi, tiểu thiên địa không ngừng vỡ nát. Hư vô bên trong, hai cái nắm đấm giằng co cùng một chỗ, ai cũng không làm gì được người nào một dạng. Chết, Giả Cửu Thiên thấy thế, trường cương lần nữa nở rộ, khí thế không ngừng kéo lên, muốn cho Tiêu Phàm tất sát một kích. Hắn khóe miệng, lộ ra nồng đậm cười lạnh. Chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, liền có thể lấy được Tiêu Phàm trên người tất cả, chỉ cần hủy đi mộ bi, mở ra thiên địa lao ngục nhập khẩu đó là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Bất quá chưa kịp hắn tới gần Tiêu Phàm, Giả Cửu Thiên trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại đó, con người bỗng nhiên chấn động một cái. Giả Cửu U cũng là trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, rất nhanh liền bị hoảng hốt chiếm lấy. Chỉ thấy Giả Cửu U thể nội đột nhiên truyền đến một trận ken két nứt xương thanh âm, ngay sau đó, từng khối xương vỡ bay tứ tung, xương tay càng là từ phía sau lưng xuyên thủng mà ra, máu tươi chảy ra. Không có khả năng, Giả Cửu U sợ hãi giống một tiếng, thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra, cực tốc đánh tới hướng hư vô bên trong. Cũng khó trách hắn như thế kinh hãi, hắn cái này nhục thân cũng đã đạt đến thiên thần đỉnh phong bất hủ chi cảnh, hơn nữa còn là ma thể. So với đồng giai thiên thần cảnh đỉnh phong, đều muốn cường đại mấy lần có thừa. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm một quyền vậy mà đánh bể hắn nhục thân, phải biết, Tiêu Phàm còn chỉ là thiên thần trung kỳ, nhục thân cũng chính là đệ nhị cảnh thần thể chi cảnh mà thôi. Nhưng hắn cái này thiên thần cảnh đỉnh phong nhục thân, lại bị thiên thần cảnh trung kỳ nhục thân oanh bạo.
nếu như Tiêu Phàm đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, cái kia chẳng phải là có thể miểu sát mình. Dạ Cửu Thiên nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm không chỉ là vượt quá hắn khống chế, hơn nữa cũng đã nắm giữ làm thịt giết hắn Dạ Cửu Thiên năng lực. Lan, đột nhiên, Tiêu Phàm quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng, giống như nộ long điên cuồng gào thét, chấn động đến Dạ Cửu Thiên tê cả da đầu, tâm thần run rẩy dữ dội. Hắn vội vàng thu hồi bàn tay, cực tốc lui lại, sau đó một trường xé mở hư không, biến mất ở tiểu thiên địa bên trong, hư không chỉ có một câu ngoan thoại quanh quẩn, Tiêu Phàm, có loại rời đi giới này một trận chiến. Tại Dạ Cửu Thiên nhìn đến, Tiêu Phàm ở một giới này, có thể điều động một giới lực lượng cùng bọn họ một trận chiến, tự nhiên có thể áp chế bọn họ. Nhưng nếu rời đi giới này, Tiêu Phàm lực lượng liền muốn giảm bớt đi nhiều. Nếu như Dạ Cửu Thiên biết rõ, Tiêu Phàm vô luận đi tới chỗ nào, đều có thể điều động bản thân tiểu thiên địa lực lượng, hắn liền sẽ không như thế suy nghĩ. Tiêu Phàm không có để ý tới Dạ Cửu Thiên, đạp chân xuống, hướng về hư vô bên trong Dạ Cửu U gào thét mà đi. Dạ Cửu U bị thương nặng, cái này thế nhưng là chém giết hắn cơ hội tốt nhất, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một phương diện khác, Tiếu Thương Sinh nhìn thấy Tiêu Phàm một quyền chấn thương Dạ Cửu U, hắn cũng là lông mày nhíu lại. Sau đó không chút do dự xé mở tiểu thiên địa, trốn ra giới này. Chạy đi đâu, thần thiên nghiêu chợt quát một tiếng, không chút do dự theo đi lên Dạ Cửu Thiên khẽ cắn môi, cũng đi theo rời đi tiểu thiên địa. Về phần Tiêu Phàm, cũng không để ý Tiếu Thương Sinh bọn họ rời đi, hắn muốn dựa vào tiểu thiên địa vây khốn Tiếu Thương Sinh bọn họ, cơ hồ cũng là không thể nào, dù sao hắn chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ mà thôi. Thiên thần cảnh đỉnh phong liều mạng muốn chạy. Hắn cũng không ngăn cản được, bất quá trước mắt Dạ Cửu U liền không nhất định, hắn bị thương nặng, nghĩ giết hắn có lẽ cũng không khó. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã đi tới hư vô bên trong, hắn con ngươi nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên, hư vô chi lực mãnh liệt mà tới, một cái bàn chân khổng lồ từ phía trước mặt hung hăng chà đạp mà đến, liền hư vô đều tiếp nhận không được cỗ lực lượng kia. Rốt cục thi triển ra toàn bộ thực lực sao? Tiêu Phàm nhìn xem cái kia bàn chân khổng lồ, vẫn như cũ không sợ, tại hắn sau lưng, một đạo to lớn hắc sắc hư ảnh hiển hiện, giống như cuồn cuộn ma khí sôi trào, so với đối diện khí thế cũng không kém mảy may. Vô tận chi quyền, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, điều động ba thành tiểu thiên địa lực lượng, triệt để thiêu đốt vô tận chiến huyết, giống như hung thú tại tê minh, gầm thét, một quyền hung hăng đập đi lên. Oanh két, Tiêu Phàm nắm đấm cùng Dạ Cửu U cái kia xuyên qua thiên địa bàn chân khổng lồ kịch liệt đụng vào nhau, hư vô đều bị bọn họ xé nát một dạng. Tiêu Phàm cánh tay hơi hơi chấn động, thân thể lui về sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Tiêu Phàm chiến lực có thể nói kinh thiên động địa, yêu nghiệt đến cực điểm, đồng giai có rất ít người có thể so sánh. Nhưng chiến lực là chiến lực, cảnh giới là cảnh giới. Hắn cùng với Dạ Cửu U so sánh, vẫn là kém hai cái tiểu cảnh giới, khoảng cách có thể không phải bình thường lớn. Đột phá thiên thần cảnh, có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới đối chiến cũng đã xem như thiên tài, mà Tiêu Phàm, lại có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu, đã coi như là cực kỳ nghịch thiên. Dạng này thiên phú, dù là tại thái cổ thần giới, cũng coi là tuyệt thế thiên tài hàng ngũ. Bất quá, cảnh giới chênh lệch bày ở đó. Về mặt sức mạnh Tiêu Phàm còn không phải Dạ Cửu U đối thủ, nếu như không phải hắn sức mạnh thân thể đầy đủ cường đại, có lẽ một kích này, Tiêu Phàm cũng đã đả thương nặng. Đối diện, Dạ Cửu U trạng thái cũng không tốt gì, Tiêu Phàm một quyền, giống như một khỏa tinh thần đập tại hắn trên người, cái kia chỉ bàn chân khổng lồ tại kịch liệt run rẩy, cả người bay ngược mà ra, ở cách Tiêu Phàm mấy trăm trượng bên ngoài mới dừng lại. Thật cường đại nhục thân, người cái này là cái gì thể chất? Dạ Cửu U một mặt không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn thế nhưng là tu la ma thể a, so tu la thần thể đều muốn bá đạo mấy phần, đồng giai bên trong tuyệt đối xem như nhân vật cường hãn, có thể hiện tại, lại bị một cái thiên thần cảnh trung kỳ đẩy lui. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, Dạ Cửu U tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mặc kệ cái gì thể chất, có thể giết ngươi, chính là tốt thể chất. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Hắn hiện tại thể chất. Tự nhiên không phải tu la thần thể, nếu không lời nói nhất định sẽ bị Dạ Cửu U tu la ma thể áp chế, hắn hiện tại thể chất,
thế nhưng là một loại tân thể chất, vô tận chiến thể. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, lần nữa nộ sát mà ra, tốc độ của hắn rất nhanh, về mặt sức mạnh không bằng Dạ Cửu U, nhưng hắn tốc độ lại so Dạ Cửu U nhanh hơn. Tự tìm cái chết đồ vật, Dạ Cửu U gầm thét, hắn thân thể nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một trượng lớn nhỏ, cả người đen như mực, sôi trào hắc sắc ma khí. Sát lục ma quyền, nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, Dạ Cửu U song quyền cùng nhau chấp động, phía sau càng là xuất hiện một đạo to lớn ma ảnh, hét giận dữ hư không. Giờ khắc này, Dạ Cửu U cũng không dám có giữ lại chút nào, thi triển toàn thân thủ đoạn, quanh thân ma khí bao phủ thiên địa, một đấm xuất ra, khủng bố tiếng hét lớn vang vọng hư không, so với vừa mới muốn càng thêm mạnh mẽ và hung mãnh. Tu La Thần Nhãn, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, bằng vào lực lượng, hắn là không thể nào giết chết Dạ Cửu U, may mà hắn cũng sẽ không thi triển. Theo lấy hắn một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên biến thành huyết hắc sắc, từng đạo huyết sắc lưu quang hiển hiện, đó là huyết hắc sắc hỏa diễm. Nghiệp hỏa, Dạ Cửu U thần sắc khẽ run lên, trong con ngươi lóe qua vẻ kinh hoàng, nhanh chóng hướng về bên cạnh nhanh chóng thối lui mà đi. Nhưng mà, nghiệp hỏa tốc độ cố nhiên không vui, nhưng Tiêu Phàm xuất kỳ bất ý, Dạ Cửu U căn bản là né tránh không kịp. Một thoáng thời gian, huyết hắc sắc hỏa diễm tiêm nhiễm tại hắn nắm đấm phía trên, tựa như đụng phải dầu hỏa đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Ngươi lại có thể điều khiển nghiệp hỏa. Dạ Cửu U giữ tợn khuôn mặt, dường như một hỏa nhân, cái kia hỏa diễm đều biến thành hắc sắc. Hắn một đời giết người vô số, nghiệp lực quấn thân, trong thiên hạ đoán chừng cũng không mấy người có thể so sánh, muốn tránh thoát nghiệp hỏa thiêu đốt, cơ hồ là không thể nào. Bất quá nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Dạ Cửu U thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, hắn cỗ này nhục thân dường như không biết đau đớn một dạng. Tiêu Phàm không nói, lấy ra Tu La kiếm liên tục chém ra mấy kiếm, nhưng hắn kinh ngạc là, Tu La kiếm chạm tại Dạ Cửu U trên người, vậy mà không cách nào đem hắn nhục thân chặt đứt, chỉ có thể phá vỡ hắn da thịt. Nhìn xem cái kia từng tia huyết dịch chảy ra, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Chuôi này Tu La Vương kiếm đã sớm trọng thương qua, ngươi cho rằng vẫn là vương giả chi kiếm sao? Dạ Cửu U cực kỳ khinh thường, sau đó mở ra miệng lớn, bỗng nhiên khẽ hấp, cái kia cuồn cuộn nghiệp hỏa lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Một chút nghiệp hỏa chi lực còn không làm gì được ta, ra thế giới kia, ngươi lực lượng cũng đã giảm bớt đi nhiều a. Dạ Cửu U ngông cuồng cười lớn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn cũng không nghĩ đến nghiệp hỏa cùng Tu La kiếm đều không làm gì được Dạ Cửu U. Tiểu thiên địa cũng đã bị hao tổn, nếu như tiếp tục điều động tiểu thiên địa lực lượng, đoán chừng sẽ làm bị thương đến tiểu thiên địa căn bản. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Trước đó hắn dùng tiểu thiên địa vây khốn tam đại thiên thần cảnh đỉnh phong, tăng thêm hắn và thần thiên nghiêu nói, thế nhưng là ngũ đại thiên thần cảnh cường giả. Đổi lại cái khác tiểu thế giới, đoán chừng không cần bọn họ chiến đấu liền đã bôn hội, nhưng tiểu thiên địa lại mạnh mẽ chống đỡ thiên thần chi uy, không có băng tán, cái này đã đủ để chứng minh tiểu thiên địa bất phàm. Bất quá, tiểu thiên địa cũng gặp trọng thương, trong thời gian ngắn, Tiêu Phàm không thể điều động tiểu thiên địa lực lượng, đây cũng là Tiêu Phàm không có tiếp tục vây khốn Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên bọn họ nguyên nhân. Run dế, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, thiên thần cảnh đỉnh phong cùng thiên thần cảnh trung kỳ ở giữa chênh lệch, hiện tại ngươi có thể chết. Dạ Cửu U điên cuồng gào thét, một quyền hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm vội vàng thời khắc, một quyền đón đi lên, oanh một tiếng nổ vang, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, Dạ Cửu U lại bị hắn một quyền đánh bay. Thì ra là thế, thân hình thu nhỏ, người thân thể cường ngạnh tốc độ cố nhiên tăng lên, nhưng lực lượng nhưng còn xa không bằng vừa mới. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt âm lãnh nhìn xem Dạ Cửu U nói. Phải lại như thế nào, người nghĩ làm tổn thương ta nhục thân, cơ hồ là không thể nào. Dạ Cửu U cười lạnh nói, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Vậy cũng chưa chắc, trên đời này, còn có một loại lực lượng kêu đồng thuật. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó khí thế bỗng nhiên đại biến, quát khẽ hung mắt, mở. Hô hô hắc khí cuồn cuộn từ Tiêu Phàm mắt phải bên trong gào thét mà ra, hư không ồ ồ ù tai, tử vong chi lực tràn ngập toàn bộ hư không,
trong nháy mắt đem Dạ Cửu U bao vây đi vào. Nồng đậm tử vong chi lực không ngừng tàm thực Dạ Cửu U sinh cơ, Tiêu Phàm nhục thân cố nhiên không làm gì được Dạ Cửu U, nhưng cái này tử vong chi lực thế nhưng là vô khổng bất nhập. Coi như ngươi là thiên thần cảnh đỉnh phong lại như thế nào, chỉ cần sinh cơ sói mòn, ngươi cũng đồng dạng muốn chết. Đột phá đến thiên thần cảnh, hung mắt uy lực so sánh chiến thần cảnh, không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần, dù là Dạ Cửu U, cũng không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này. Ngươi lại còn biết loại thứ hai đồng thuật, Dạ Cửu U thực bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Đồng thuật, thế nhưng là gần với tiên thiên thần thông một loại thủ đoạn A, so hậu thiên thần thông đều muốn cường đại, đồng dạng cần cơ duyên mới có thể kích phát mà ra. Tiêu Phàm ngược lại tốt, vậy mà lĩnh ngộ loại thứ hai đồng thuật, cái này đã có thể được xưng tụng là nghịch thiên. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm còn có thể thi triển loại thứ ba đồng thuật, thậm chí loại thứ tư, đoán chừng liền sẽ không như thế bình tĩnh. Bất quá, loại thứ ba đồng thuật, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện thi triển, vạn nhất giết không chết Dạ Cửu U, đến lúc đó chết chính là hắn. Hơn nữa, cái kia con mắt lực lượng, chính hắn cũng không cách nào tùy tiện trưởng khống. Ngươi không biết còn nhiều nữa. Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói, đồng thuật, có thể không phải Tiêu Phàm hắn mạnh nhất thủ đoạn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm lần nữa nhô ra một cái ngón tay, thần thông ngự thi triển, một cái rộng lớn vòng xoáy hiện lên ở hư không, cùng lực xoắn lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, ma diệt lấy Dạ Cửu U lực lượng. Dạ Cửu U sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, lại bị cái kia lực lượng quỷ dị cắt ra, quanh thân máu tươi bay vụt, làm sao ngăn cũng ngăn không nổi. Giờ phút này, Dạ Cửu U trong đầu cái thứ nhất suy nghĩ chính là chạy trốn, không biết tại sao, Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh trung kỳ, cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Nếu như hiện tại không trốn, hắn ẩn ẩn cảm giác, qua một lúc liền trốn không thoát. Nghĩ vậy, Dạ Cửu U cũng sẽ không do dự, chân đạp huyền diệu bộ pháp, cực tốc hướng về ngoại giới phóng đi. Nhưng mà, nhường hắn hoang mang là, hắc sắc vòng xoáy cũng đang nhanh chóng đi theo hắn di động, không ngừng tàm thực hắn trên người lực lượng. Hỗn trướng, Dạ Cửu U gầm thét, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng, dù là năm đó đối mặt Tiếu Thương Sinh cùng Dạ Cửu Thiên hắn cũng chưa từng lo lắng qua. Giờ phút này, hắn chỉ cảm giác thể nội sinh cơ đang không ngừng sói mòn, thậm chí, liền hắn nhục thân cũng bị một cỗ cường đại lực lượng rảo sát lấy, máu tươi bắn tung tóe. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể làm bị thương ta nhục thân? Dạ Cửu U kinh hãi nói, con ngươi kịch liệt run rẩy. Hắn cỗ này thế nhưng là tu la ma thể A, cho dù là cổ thần nhục thân, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắn. Nếu luận mỗi về nhục thân, chiến hồn đại lục hắn dám nói đệ nhị, tuyệt đối không người nào dám nói đệ nhất mới đúng. Nhưng, Dạ Cửu U nhục thân biết bao cường hãn, lại bị Tiêu Phàm hai tay xé ra, vậy hắn hai tay, lại là biết bao lăng lệ. Nếu như Dạ Cửu U biết rõ, Tiêu Phàm cái này hai tay, đã từng thế nhưng là liền vô lượng thần lôi kiếp đều bị hắn xé ra, liền sẽ không như thế suy nghĩ. Tại Tiêu Phàm hai tay ở giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy lôi điện chi lực đang không ngừng lấp lóe. Ngươi không giết chết được ta, ta nhục thân sớm đã siêu việt bất hủ, chỉ cần mệnh cách bất diệt, ta liền bất tử. Dạ Cửu U giữ tợn lấy khuôn mặt nói. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Ý niệm khẽ động, đáng sợ lôi điện chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng hắn toàn thân kinh mạch mà đi. Phốc, Dạ Cửu U bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Kinh khủng kia lôi điện chi lực, đừng nói phá hủy hắn thân thể, chính là đem hắn xé thành bột mịn đều không nói chơi. Ngươi bây giờ còn cho rằng như vậy sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tê lôi thủ. Là hắn tại độ vô lượng thần lôi kiếp bên trong ngoài ý muốn thức tỉnh một loại thần thông lực lượng, mặc dù không có thần thông ngự liên lụy phạm vi rộng như vậy. Nhưng là, một đối một chiến đấu, hắn có tự tin, liền cổ thần cường giả nhục thân đều có thể xé mở. Coi như ngươi giết ta, huyết ma bộ lạc cũng đồng dạng sẽ thay ta báo thù, 3000 huyết thần quân, đủ để trà đạp chiến hồn đại lục. Dạ Cửu U nhe răng trợn mắt nói. Giờ khắc này. Hắn chỉ có thể uy hiếp Tiêu Phàm, tại lực lượng phía trên, hắn cũng đã triệt để tuyệt vọng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, ngươi cái này cỗ thân thể, đối ta còn có chút dùng,
ngươi biết rõ ta tại sao chỉ đối phó ngươi, không đối phó Giả Cửu Thiên sao? Vì cái gì? Giả Cửu U không cần nghĩ ngợi hỏi. Hắn cũng một mực nghĩ không ra vấn đề này, lấy Tiêu Phàm lực lượng, cũng đồng dạng có thể chém giết Giả Cửu Thiên, nhưng mà Tiêu Phàm lại chỉ nhằm vào hắn. Bởi vì, người huyết ma quân, đối ta còn có đại dụng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện, ngươi mệnh cách trở về không được sao? Giả Cửu U nghe vậy, con người rung động kịch liệt, hắn không ngừng dẫn ra lấy mệnh cách, nhưng mà, mệnh cách tựa như cùng hắn thân thể đã mất đi liên hệ một dạng. Tại Tiêu Phàm thần cung bên trong, hắn linh hồn bản thể cùng thí thần thú gắt gao nắm lấy một mai huyết sắc tinh thể, mặc cho cái viên kia huyết sắc tinh thể giãy giụa như thế nào, cả hai đều không được buông lỏng mảy may. Thí thần, ngươi nuốt nó. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, cái này thế nhưng là một mai thiên thần cảnh đỉnh phong mệnh cách a, ẩn chứa trong đó thần tính thế nhưng là cực kỳ bàng bạc. Nếu như có thể luyện hóa, thí thần đừng nói đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng ít nhất có thể đủ đột phá thiên thần cảnh trung kỳ. Giống, thí thần hưng phấn gào thét một tiếng, mở ra bồn máu miệng lớn, liền chuẩn bị một ngụm nuốt vào Giả Cửu U thần cách. Tự tìm cái chết, lúc này, Giả Cửu U thần cách bên trên, đột nhiên phù hiện ra một đạo to lớn ma ảnh, chính là Giả Cửu U linh hồn. Đại bộ phận tu sĩ mệnh cách là cùng linh hồn hòa làm một thể, dù là đột phá thiên thần cảnh cũng không ngoại lệ, đây cũng là Giả Cửu U thi triển mệnh cách công sát lúc, hắn thân thể không cách nào động đậy nguyên nhân. Người đối thủ là ta, Tiêu Phàm linh hồn bản thể cũng đồng dạng hóa thành thí thần bộ dáng, điều động thần cung lực lượng, ngắn ngủi áp chế Giả Cửu U linh hồn. Sau đó, Tiêu Phàm há miệng hút vào, trực tiếp đem Giả Cửu U linh hồn nuốt xuống dưới. Gần như đồng thời, Giả Cửu U thần cách cũng bị thí thần nuốt vào trong bụng, hai người trên người phồng lên lấy một cỗ bàng bạc khí tức, sau đó bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Ngoại giới, Giả Cửu U thân thể kịch liệt run rẩy. Thân thể mềm nhũn, tựa như thể nội tất cả lực lượng bị tước đoạt không còn một dạng. Ngươi nát ta mệnh cách, Giả Cửu U kinh hãi vô cùng. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, ngươi yên tâm, huyết ma bộ lạc ta sẽ hảo hảo lợi dụng, về phần ngươi cái này một sợi tàn hồn, cũng không tất yếu tồn tại. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm mở ra trong tay, lòng bàn tay bỗng toát ra một đầu củ lạc lớn huyết kim sắc tiểu trùng thân hình lóe lên. Vọt thẳng vào Giả Cửu U lồng ngực bên trong. Phệ linh thần tàm, Giả Cửu U cuối cùng không cam lòng phun ra mấy chữ, liền triệt để không có thanh âm, phệ hồn tiến vào hắn thể nội, tàn hồn cũng chỉ có bị thôn phệ hạ tràng. Mệnh cách phá toái, linh hồn bị diệt, Giả Cửu U hiển nhiên là chết đến không thể lại chết. Thậm chí, liền hắn nhục thân, đều bị Tiêu Phàm lợi dụng, một đời tội ác Giả Cửu U, cũng coi là chiếm được hắn phải có báo ứng. Tiêu Phàm hai tay buông ra Giả Cửu U lồng ngực, lùi ra phía sau mấy bước, lẳng lặng chờ đợi cái gì. Chủ nhân, đột nhiên, Giả Cửu U hướng về phía Tiêu Phàm cung kính một xá nói. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói, phệ hồn, từ giờ trở đi, ngươi chính là Giả Cửu U, cũng đừng khiến ta thất vọng. Chủ nhân yên tâm, Giả Cửu U khóe miệng hơi hơi dương lên, hiển nhiên, giờ phút này điều khiển hắn thân thể không phải người khác, chính là phệ hồn. Phệ hồn nguyên bản chỉ là thiên thần cảnh tiền kỳ, nhưng mà, hiện tại xâm chiếm Giả Cửu U nhục thân, nó có thể thì tương đương với có thiên thần cảnh lực lượng. Hơn nữa Tiêu Phàm luyện hóa Giả Cửu U linh hồn cùng mệnh cách, tất cả ký ức toàn bộ đều in vào Tiêu Phàm trong đầu, đồng dạng, phệ hồn cũng biết liên quan tới Giả Cửu U tất cả. Tiêu Phàm hít sâu một cái, quay người nhìn về phía vô ngần hư vô chỗ sâu, nơi đó, một khỏa to lớn lam sắc tinh thần in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Giả Cửu U đã chết, kế tiếp chính là Giả Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lộ ra một tia hung ác, sau đó lại nói, phệ hồn, người trước trở về. Phệ hồn nhẹ gật đầu, khống chế Giả Cửu U thân thể, hóa thành một vệt sáng hướng về lam sắc tinh thần bay đi. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, lại là tiến nhập tiểu thiên địa bên trong, nhìn xem rách nát không chịu nổi tiểu thiên địa, hắn không khỏi nhíu mày, nói, lần này, tiểu thiên địa bị hao tổn nghiêm trọng, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng khó khôi phục, còn tốt đột phá thiên thần cảnh trung kỳ, tiểu thế giới cũng đã đơn giản tiểu thế giới quy mô. Coi như Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, cách đó không xa mấy đầu to lớn thạch nhân từ mặt đất xuất hiện, cung bái nói, công tử. Nhạc Nhất Sơn, lần này các ngươi làm rất tốt,
không có các ngươi hỗ trợ bày trận, muốn vây khốn mấy đại thiên thần cảnh đỉnh phong, cơ hồ là không thể nào, có lẽ, tiểu thiên địa cũng đã hủy diệt rồi. Tiêu Phàm ra hiệu đám người đứng dậy, từ đáy lòng nói cảm tạ. Mặc dù Nhạc Nhân tộc nguyện ý thần phục hắn, nhưng Tiêu Phàm cũng chưa từng đem bọn họ xem như hạ nhân đối đãi. Chúng ta chỉ là cho công tử đánh trợ thủ mà thôi. Cầm đầu Nhạc Nhất Sơn cười lắc đầu nói, tại hắn đầu vai, còn leo lên lấy một đầu hắc sắc tiểu long, sợ hãi rụt rè nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không tiếp tục dây dưa việc này, nói tiểu hắc, Nhạc Nhất Sơn, tiểu thế giới liền dựa vào các ngươi chữa trị. Công tử yên tâm, Nhạc Nhất Sơn nhẹ gật đầu, hắn trên người khí thế cực kỳ cường đại, ẩn ẩn có muốn đột phá thiên thần cảnh xu thế. Thôn phệ luyện hóa số lớn thạch tinh, nhưng Nhạc Nhất Sơn thực lực tăng vọt, dù là cự ly thiên thần cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tiểu hắc long, cửu âm thần long dọa đến vội vàng nói, ta hết sức. Ta lại không ăn ngươi, ngươi sợ cái gì? Tiêu Phàm tức giận nói, huống hồ, cái này phiến thiên địa, ngươi nếu có thể tụ tập long mạch chi lực, rất nhanh liền có thể để ngươi đột phá thiên thần cảnh, cho dù siêu việt cũng không phải không thể nào. Cửu âm thần long xấu hổ cười một tiếng, hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm đem nó cho ăn, vừa nghĩ tới có thể đột phá thiên thần cảnh, nó liền như là điên cuồng đồng dạng, biến dị thường phấn khởi. Cũng đúng lúc này, nơi xa một đạo thanh sắc quang mang chập chờn, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm ánh mắt. Tiêu Phàm, có vẻ như người cứu người kia đã tỉnh, hỗn độn thanh liên cho ngươi đi qua nhìn xem. Cửu âm thần long đột nhiên nói ra. Không đợi cửu âm thần long nói xong, Tiêu Phàm thân ảnh cũng đã biến mất ở chân trời. Một tòa lịch sự tao nhã biệt viện bên trong, đông đảo tu sĩ đem một cái hắc y nhân vây quanh ở trung ương, lẫn nhau để phòng nhìn xem đối phương. Hắc y nhân bước chân vẫn như cũ có chút phù phiếm, đứng không vững, sắc mặt cũng đồng dạng hơi trắng bệch, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Dù vậy, cũng vẫn như cũ khó nén cái kia khí chất xuất trần, trắng nõn mà tuấn giật khuôn mặt, cao to dáng người, mái tóc đen dài choàng tại trên vai. Trên người lờ mờ tản ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Hắc y nhân không phải người khác, chính là Tiêu Phàm khi độ kiếp, gặp gỡ từ thái cổ thần giới tiến vào người kia. Về phần chung quanh những cái kia tu sĩ, cầm đầu lại là ngăn trở trợ giúp Tiêu Phàm lấy được thí thần linh hồn Diệp Phong, cái khác đại bộ phận là Diệp Phong gia tộc tử đệ. Lúc trước Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện cướp đi thí thần trái tim, liên lụy Diệp Phong gia tộc. Tiêu Phàm liền đem Diệp Phong nhất tộc hơn 1.000 người toàn bộ đều đưa vào vạn thánh dược các vị trí không gian bí cảnh bên trong. Về sau không gian bí cảnh bị hủy, Tiêu Phàm liền đem tất cả mọi người đưa vào tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa so với không gian bí cảnh cần phải an toàn rất nhiều, chỉ cần Tiêu Phàm bất tử, tiểu thiên địa liền sẽ không biến mất, thậm chí Tiêu Phàm chết rồi, tiểu thiên địa cũng có thể tồn tại thời gian rất lâu. Đương nhiên, trong đó cũng còn có một số người là sở gia người, tiểu thiên địa bên trong có một mảng lớn dược điền, cần chuyên môn người quản lý, Tiêu Phàm liền để Tiêu Linh Nhi tại sở gia tìm một chút dưỡng dược người, nhường bọn họ dài chờ mong tại tiểu thiên địa bên trong. Tiểu tử, công tử cứu được ngươi, nhưng ngươi đã thương người chúng ta, người cái này nhất định chính là lấy oán trả ơn. Diệp Phong thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm hắc y nhân. Nếu như không phải hắc y nhân trên người phát ra khí tức nhường bọn họ đều kiêng kỵ không thôi, Diệp Phong đoán chừng đã sớm giết tới. Đáng tiếc, bọn họ đều chỉ là chiến thánh cảnh tu vi mà thôi, hắc y nhân thế nhưng là chiến thần cảnh trung kỳ, cho dù thụ thương thảm trọng, cũng không phải bọn họ có thể chiến thắng. Hắc y nhân thần sắc đạm mạc, đen kịt con ngươi giống như một oa đầm nước, thâm thúy đến cực điểm. Đả thương các ngươi người, là ta vô ý mà làm. Hắc y nhân lắc đầu, hắn cũng không phải sợ Diệp Phong bọn họ, mà là kiêng kỵ Diệp Phong người sau lưng. Nếu không nói, lấy hắn thực lực, đem những người này giết hết tất cả, cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Giờ phút này, trong đầu hắn hồi tưởng đến lúc đầu cứu hắn hai đạo thân ảnh, lấy hắn thực lực, tuyệt đối không thể nào là đối phương đối thủ. Không phải vô ý mà làm, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Diệp Phong thần sắc lạnh lùng. Căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Hắc y nhân ngữ khí hơi hơi ngưng tụ. Diệp Phong trong lúc nhất thời không biết nói gì, hắc y nhân là chiến thần cảnh, bọn họ coi như muốn dùng mạnh cũng không có khả năng, thế nhưng là, hắn trong lòng khẩu khí này cũng đồng dạng nuốt không đi xuống.
Hô, đột nhiên, một đạo thân ảnh lóe qua, tiểu viện bên trong đột nhiên nhiều hơn một đạo bóng người. Công tử, Diệp Phong đám người thấy thế, vội vàng cung kính một xá, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Hắc Y Nhân, ánh mắt lại rơi vào trong sân nằm hai đạo thân ảnh phía trên, sau đó chậm rãi đi tới, một chỉ bắn ra, hai đạo lưu quang trong nháy mắt xuất vào hai người kia thể nội. Một thoáng thời gian, bàng bạc sinh cơ từ hai người kia thể nội nở rộ mà ra, trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, hai người kia liền đột nhiên đứng dậy, cảm kích hướng về phía Tiêu Phàm một xá, đa tạ công tử. Hắc Y Nhân thấy thế, hắc sắc vành nón phía dưới cặp kia đen kịt con ngươi lóe qua vẻ kinh ngạc, hắn rất rõ ràng bản thân thủ đoạn, hắn đã thương người, có thể không phải người bình thường có thể cứu chữa cho tốt. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, đều lui ra đi. Là, công tử, Diệp Phong cung kính gật gật đầu, hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, nhao nhao rời đi tiểu viện. Lúc này, trong sân liền chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Hắc Y Nhân, tràng diện một mảnh yên lặng. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới trước tiên mở miệng nói, Tiêu Phàm. Quân Nhược Hoan, Hắc Y Nhân nhẹ gật đầu, cũng tự báo tính danh. Tên rất hay, Tiêu Phàm mỉm cười, nói, không biết các hạ có hay không ý nghĩ gia nhập Tu La Điện đâu. Ta một cái chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, ngươi sẽ không sợ ta kéo ngươi chân sau sao? Hắc Y Nhân Quân Nhược Hoan nhàn nhạt đáp lại. Ta có thể không tin, một cái chiến thần cảnh trung kỳ, mệnh cách lại có thể cùng thần lực chi tinh tương dung, thuế biến thành thần cách. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ thái cổ thần giới tu sĩ thiên phú đều giống ngươi như thế yêu nghiệt sao? Mệnh cách thuế biến thành thần cách, Tiêu Phàm rất rõ ràng đại biểu cái gì, đây chính là thiên thần cảnh cường giả độc hữu tiêu chí. Hắn có thể không tin, thái cổ thần giới tu sĩ, chưa từng đột phá thiên thần cảnh, liền có thể nhường mệnh cách cô đọng thành thần nghiên cứu. Nói cách khác, trước mắt Quân Nhược Hoan, đã từng nhất định là một cái thiên thần cảnh cường giả, chỉ là hắn bởi vì một ít duyên cớ thụ thương thảm trọng, chỉ có chiến thần cảnh trung kỳ thực lực mà thôi. Quân Nhược Hoan nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại, tựa như bản thân bí mật bại lộ tại Tiêu Phàm dưới mắt một dạng. Ngươi yên tâm, ta chỉ là chữa thương cho ngươi thời điểm, cảm nhận được trên người ngươi thần cách chi lực mà thôi, tiền trảm hậu tấu, còn mời chớ trách. Tiêu Phàm vội vàng giải thích nói. Nhìn trộm một người bí mật, đây là cực kỳ vô lễ hành vi, chẳng qua là lúc đó Quân Nhược Hoan tình huống không phải rất tốt, Tiêu Phàm không cứu chị nói, hắn 8-9 phần 10 sẽ chết. Nếu làm, Tiêu Phàm cũng không có tất yếu giấu giếm. Đương nhiên, nếu như Quân Nhược Hoan từng không phải thiên thần cảnh cường giả, Tiêu Phàm cũng sẽ không khách khí như thế. Cũng chính là bởi vì Tiêu Phàm phát hiện Quân Nhược Hoan trên người bí mật này, hắn cũng biết rõ, Quân Nhược Hoan tại thái cổ thần giới thân phận đoán chừng cũng 10 phần bất phàm. Hơn nữa, Quân Nhược Hoan thiên phú lại như thế nào yêu nghiệt, cũng không thể so với hắn Tiêu Phàm mạnh đi nơi nào, có thể người nếu mới như thế tuổi trẻ liền có thể đột phá thiên thần cảnh, điểm này cũng đồng dạng có thể chứng minh Quân Nhược Hoan thực lực và bối cảnh không đơn giản. Sở dĩ mời Quân Nhược Hoan gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm cũng là xuất từ đây cân nhắc, dù sao Tu La Điện là tuyệt đối sẽ không cực hạn tại chiến hồn đại lục. Lần này, tinh không cổ lộ lần nữa mở ra, có lẽ chính là Tu La Điện quật khởi một cái cơ hội. Quân Nhược Hoan đối thái cổ thần giới hiểu rõ có thể so sánh bọn họ mạnh hơn rất nhiều, Tiêu Phàm cần cũng không phải là hắn mạnh cỡ nào thực lực. Các hạ là quân tử, Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nhìn về phía Tiêu Phàm có thể đem việc này nói ra, nói rõ trong lòng bằng phẳng, người bình thường là không thể nào làm được, Quân Nhược Hoan đối Tiêu Phàm hảo cảm tăng nhiều. Dừng một chút lại nói, ta mới vừa đến giới này, đối giới này sự tình cũng hoàn toàn không biết gì cả, đồng dạng, ngươi cũng không hiểu ta bối cảnh, sẽ không sợ ta cho ngươi cùng giới này mang đến tai nạn. Tiêu Phàm nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, tai nạn nói có chút nghiêm trọng, tối đa cũng liền một chút phiền toái mà thôi, mà ta người này, không sợ nhất chính là phiền phức. Quân Nhược Hoan thần sắc hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, trong lòng trầm ngâm nói. Người này tại cái này tiểu thế giới như thế tuổi trẻ liền có thể đột phá thiên thần cảnh, nghĩ đến thực lực cũng không bình thường, kết giao một cái cũng không tệ, có lẽ có thể mang ta trở lại thái cổ thần giới. Nghĩ vậy, Quân Nhược Hoan tức khắc có dự định, lại nói, ta chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, không giúp được ngươi cái gì,
tối đa cũng liền có thể so các ngươi biết thái cổ thần vực mà thôi. Cái này là đủ rồi. Tiêu Phàm cười cười, hắn biết rõ, Quân Nhược Hoan đây là đáp ứng rồi hắn mời. Thuộc hạ, gặp qua điện chủ, Quân Nhược Hoan đột nhiên hơi hơi thi lễ nói. Tiêu Phàm ngược lại cũng không ngoài ý, hắn biết rõ, Quân Nhược Hoan không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn có thể đủ giấu giếm được người khác, có thể lừa không được hắn Tiêu Phàm. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng Quân Nhược Hoan khẳng định không phải thật sự tâm thực lòng gia nhập Tu La Điện, chính như hắn nói, hắn đối giới này căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ, Quân Nhược Hoan cũng có muốn lợi dụng bản thân địa phương, nhưng Tiêu Phàm cũng không ngại. Không cần đa lễ, Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Quân Nhược Hoan, nói, ngươi vấn đề, cho ta một chút thời gian, ta có lẽ có thể chữa cho tốt, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm một cái. Điện chủ có thể chữa khỏi ta vấn đề. Quân Nhược Hoan nghe vậy, cái kia bình thản khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kích động, như là nước đọng đồng dạng tâm rốt cục nổi lên gợn sóng. Hắn rất rõ ràng bản thân vấn đề đến cỡ nào khó trị, đi tìm thần dược sư vô số, nhưng chưa bao giờ có người nói qua có thể chữa khỏi. Thậm chí, đại bộ phận thần dược sư đều nói cho hắn, cái này trừ phi có thần vương cấp bậc thần dược sư xuất thủ, không thì là không có khả năng chữa khỏi. Bây giờ, Tiêu Phàm nói cho hắn biết, có thể chữa khỏi hắn vấn đề, cái này khiến hắn như thế nào không kích động đâu. Có thể, Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển nói, bất quá, hiện tại ta còn làm không được, mà lại còn cần một chút đồ vật. Chỉ cần điện chủ có thể chữa khỏi ta vấn đề, Quân Mộ ổn thỏa máu chảy đầu rơi. Quân Nhược Hoan hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu nói. Không cần như thế, đã ngươi gia nhập Tu La Điện. Ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực chữa khỏi ngươi vấn đề. Tiêu Phàm khoát khoát tay, sau đó lấy ra mấy cây kim châm, nói ta hiện tại thay ngươi tạm thời chữa trị kinh mạch, khôi phục chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi cũng không có vấn đề. Quân Nhược Hoan nguyên bản trong lòng còn có chút hồ nghi, không nghĩ tới Tiêu Phàm hiện tại liền chuẩn bị trị liệu bản thân, thực không phải bình thường lôi lệ phong hành. Hắn tự nhiên sẽ không kháng cự, nếu như Tiêu Phàm có thể chữa khỏi bản thân. Đó cũng là không thể tốt hơn sự tình. Tiếp xuống tới ta sẽ phòng ấn ngươi tu vi, không nên phản kháng. Tiêu Phàm lại nói, hắn thân làm thiên thần cảnh đỉnh phong, phòng ấn một cái chiến thần cảnh trung kỳ cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Nhưng là, hắn vẫn là đưa cho đối phương to lớn nhất tôn trọng, đây cũng là Tiêu Phàm cùng người khác khác biệt địa phương. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, một bộ mặc người hành động bộ dáng. Tiêu Phàm phòng ấn hắn tu vi. Lấy ra từng cây kim châm cắm vào Quân Nhược Hoan toàn thân kinh mạch bên trong, đầu ngón tay từng sợi thần lực nở rộ. Theo lấy cái kia từng tia thần lực rót vào Quân Nhược Hoan thể nội, Quân Nhược Hoan có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân toàn thân dễ dàng rất nhiều. Từng sợi đen nhánh vết máu từ hắn trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, tản ra hôi thối mùi, bất quá Tiêu Phàm cũng không có quan tâm, tâm thần toàn bộ đều đặt ở những kim châm này phía trên. Oanh! Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Quân Nhược Hoan thể nội đột nhiên mãnh liệt ra một cỗ cường đại khí tức, giống như man long gào thét đồng dạng, trực tiếp phá vỡ thể nội phong ấn. Chiến thần cảnh đỉnh phong, Quân Nhược Hoan kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa. Hắn tại Thái Cổ Thần Giới tìm kiếm rất nhiều thần dược sư đều không giải quyết được vấn đề, tại Tiêu Phàm trong tay, lại không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền để bản thân khôi phục hai cái tiểu cảnh giới. Cũng đừng nhìn hai cái này tiểu cảnh giới, phải biết, những cái kia thần dược sư cho dù nhường hắn tu vi bảo trì không ngớt đều khó mà làm được. Nguyên bản Quân Nhược Hoan còn hơi nghi ngờ Tiêu Phàm lời nói, cho rằng Tiêu Phàm là đang cố ý kiếm cớ lôi kéo hắn, nhưng mà hiện tại, Quân Nhược Hoan biết rõ, là chính hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đa tạ điện chủ, Quân Nhược Hoan hít sâu một cái, lần thứ hai hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu, lần này. Hắn cảm kích hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, Tiêu Phàm liền để hắn khôi phục lại chiến thần cảnh đỉnh phong, chỉ ít nhường hắn thấy được khôi phục thực lực hy vọng, thậm chí tương lai còn có thể tiếp tục tu luyện cùng đột phá. Không cần khách khí, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, người mệnh cách bị hao tổn, linh hồn trọng thương, kinh mạch và thần lực hải cũng bị người kém chút phế bỏ, ta hiện tại thời gian có hạn, chỉ có thể chữa trị ngươi kinh mạch. Về phần linh hồn cùng mệnh cách, cần thời gian rất lâu, hơn nữa ta còn muốn tăng lên một cái thực lực, cùng tìm một vật, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi.
thời gian có hạn, ủy khuất, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Quân Nhược Hoan thiếu chút nữa thì khóc lên. Tiêu Phàm chỉ là thời gian có hạn, mới không cách nào hoàn toàn cứu chữa khỏi bản thân sao. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm ở trên y thuật tạo nghệ, khả năng liền cho người theo không kịp. Ủy khuất gì, Quân Nhược Hoan một chút cũng không cảm thấy, có thể khôi phục lại chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng đã 10 phần thỏa mãn. Trước đó Quân Nhược Hoan trong lòng kỳ thật còn có chút xem thường Tiêu Phàm ý tứ, thậm chí cảm thấy được gia nhập Tu La Điện đều cảm thấy 10 phần ủy khuất, dù sao cái này chỉ là một cái tiểu thế giới thực lực mà thôi, liền thái cổ thần giới bất nhập lưu thế lực đều không bằng. Nhưng là hiện tại, Quân Nhược Hoan phát hiện mình làm một cái bao nhiêu chính xác quyết định. Còn tốt bản thân chạy đến Lưu Vân Tông phụ cận sơn mạch tìm kiếm thần dược, còn tốt Lưu Vân Tông người phát hiện bản thân, cũng bắt đầu truy sát bản thân, còn tốt đột nhiên xuất hiện một đầu hư không cổ lộ. Nếu như không phải những cái này sự tình, hắn tuyệt đối không có khả năng tiến vào giới này, càng thêm không có khả năng đụng phải Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không có để ý Quân Nhược Hoan tâm tư, tiếp tục nói, ta hiện tại cần chạy về Chiến Hồn Đại Lục, ngươi liền đợi tại cái này không gian bí cảnh đi. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ giúp ngươi trị liệu. Tiêu Phàm hiện tại còn vội vã về Chiến Hồn Đại Lục đây này, Thần Thiên Nghiêu cùng Tiếu Thương Sinh một trận chiến chưa phân kết quả, nếu như Dạ Cửu Thiên gia nhập nói, Thần Thiên Nghiêu khả năng liền nguy hiểm. Mặt khác, Tu La Điện một đám tu sĩ bây giờ còn đợi tại Đông Hải phía trên, nếu như Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh đối Tu La Điện xuất thủ, không có người nào lại là bọn họ đối thủ. Điện chủ, nếu không ta vẫn là đi theo ngươi rời đi đi, ta mới vừa đến giới này, đối giới này cũng không hiểu rõ, cũng tốt thừa cơ quen thuộc giới này. Quân Nhược Hoan đột nhiên kêu lên. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, lấy hắn thực lực, mang theo một cái thiên thần cảnh tại trong hư vô xuyên toa, tốc độ sẽ không chậm bao nhiêu. Huống hồ, hắn tại hư vô bên trong, vốn cũng là dựa vào hồn thiên tinh hỏa toa chạy đi. Đưa tay vung lên. Một cỗ đại lực bọc lấy Quân Nhược Hoan liền rời đi tiểu thiên địa, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại một mảnh mênh mông hư vô bên trong. Tiêu Phàm lấy ra hồn thiên tinh hỏa toa, mang theo Quân Nhược Hoan cực tốc hướng về Chiến Hồn Đại Lục kích xạ mà đi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm thao túng hồn thiên tinh hỏa toa đột nhiên bị một cỗ lực lượng bắn ngược mà về. Ân, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, đứng lơ lửng trên không, không hiểu nhìn xem phía trước. Lại là phát hiện một chương bạch sắc lưới lớn cản trở hắn đi đường. Dọc theo bạch sắc cự võng giới nhìn lại, lại là không thể nhìn thấy phần cuối, Tiêu Phàm không khỏi hướng về hư vô bên ngoài bay đi, nhưng hắn kinh ngạc là, cái này bạch sắc lưới lớn lại đem toàn bộ lam sắc tinh thần đều bao phủ ở bên trong. Đây là vượt qua một giới trận pháp, Quân Nhược Hoan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bậc này đại trận, tại thái cổ thần giới xuất hiện có lẽ cũng không tính là gì. Nhưng là tại tiểu thế giới xuất hiện, khả năng liền không đơn giản, phải biết, phàm là lấy một giới làm cơ sở bố trí trận pháp, thế nhưng là liền thiên thần cảnh cũng có thể làm sao không. Sau đó, Quân Nhược Hoan ánh mắt rơi vào lam sắc tinh thần một mảnh khác khu vực, con người kịch liệt thu rụt một cái, run giọng nói cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên mộ thần hoa. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Quân Nhược Hoan một cái, trong lòng thầm than, không hổ là thái cổ thần giới người. Bậc này nhãn lực liền không phải người bình thường có thể so sánh. Phải biết, hắn Tiêu Phàm lấy được thần vô tận truyền thừa, đều không thể nhận ra thiên mộ thần hoa A, Quân Nhược Hoan vậy mà liếc mắt liền nhận ra. Hồng hộc, chưa kịp Quân Nhược Hoan từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đột nhiên một đạo kiếm mang từ trong hư vô gào thét mà tới, xông thẳng Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan hậu tâm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh. Nắm lên Quân Nhược Hoan liền tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện, đã là mấy trăm trượng có hơn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư vô bên trong, nơi đó, chính có mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ, trên mặt đều là hí ngược vẻ. Vậy mà tránh khỏi, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, trong giọng nói đều là vẻ đăm chiêu, mở miệng nói chuyện là một người mặc hắc sắc chiến giáp thanh niên, không sai biệt lắm chừng 30 tuổi. Đầu đội vương miện, trên người khí tức vô cùng bá đạo. Thiếu tông chủ, liền là người kia trộm ta Lưu Vân Tông thần dược. Lúc này, hắc sắc chiến giáp thanh niên bên cạnh một cái bạch bào thanh niên chỉ Quân Nhược Hoan nói. Quân Nhược Hoan nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi ngưng, cho Tiêu Phàm truyền âm nói, điện chủ,
là thái cổ thần giới Lưu Vân Tông người. Thái cổ thần giới người sao? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ tới, thái cổ thần giới người vậy mà đến nhanh như vậy. Tiêu Phàm nhìn thấy đối diện mấy chục đạo thân ảnh, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đối diện những người này trên người cường đại khí tức. Thô sơ giản lược quét một cái, có chừng 60 người tới, trong đó thiên thần cảnh cường giả đều có 7 cái, những người khác đều là chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn 50 chiến thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, Tu La Điện bây giờ đã coi như là cường đại, nhưng là cũng liền mười mấy chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Cái này một số người, đoán chừng cũng đầy đủ quét ngang hơn phân nửa chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, thái cổ thần giới người vậy mà cường hãn như vậy, lo lắng sau khi lại có một chút may mắn, còn tốt cũng không có siêu việt thiên thần cảnh người đến. Điện chủ, những người này bên trong cầm đầu là cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên, cũng là bất nhập lưu tông môn Lưu Vân Tông thiếu tông chủ La Tuyệt, thiên thần cảnh tiền kỳ tu vi. Quân Nhược Hoan cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng là vô cùng rung động, một cái bất nhập lưu tông môn, đều có nhiều như vậy thiên thần cảnh cường giả, cái kia những cái kia nhập lưu đâu. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm cầm đầu khôi ngô hắc sắc chiến giáp nam tử La Tuyệt, thần sắc vô cùng băng lãnh, từ La Tiêu đánh lén hắn một khắc kia trở đi, hai người cũng đã nhất định là không chết không thôi. Thậm chí, Tiêu Phàm cùng Lưu Vân Tông ở giữa đều nhất định là quan hệ thù địch. Dám cướp ta Lưu Vân Tông đồ vật, vừa mới bản thiếu chủ ban thưởng hai người các ngươi tử vong, tính là các ngươi vinh hạnh, bất quá bản thiếu chủ tâm tình cũng không tệ lắm, sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. La Tiêu lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan. Hắn cái kia con mắt dường như sinh trưởng ở đỉnh đầu đồng dạng, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Cũng khó trách hắn như thế phách lối, Lưu Vân Tông tại thái cổ thần giới có lẽ là bất nhập lưu. Nhưng so với tiểu thế giới mà nói, vậy cũng liền là vật khổng lồ. Tại hắn nhìn đến, tiểu thế giới liền thiên thần cường giả lực lượng đều không cách nào chịu được, Tiêu Phàm bọn họ còn có thể tồn ở cái này tiểu thế giới, thực lực không có khả năng mạnh đi nơi nào, tối đa cũng liền là chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Bọn họ đi tới giới này người, mỗi người đều là chiến thần cảnh đỉnh phong trở lên tu vi, há lại sẽ đem Tiêu Phàm bọn họ để vào mắt đâu. Nghe được La Tiêu nói, Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói, chiếu ngươi như thế nói, ngươi nếu giết chúng ta còn phải cảm kích ngươi. Đó là tự nhiên, La Tiêu một mặt ngạo nghễ gật gật đầu. Nếu như là dạng này, vậy các ngươi qua một lúc mỗi người đều muốn cảm kích ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem La Tiêu bọn họ. Những người này quá tự cho là đúng, thân làm thái cổ thần giới người, liền tự nhận là hơn người một bậc sao. Liền có thể không nhìn tiểu thế giới tu sĩ sao? Thiếu tông chủ, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, giết chính là. Chưa kịp La Tiêu mở miệng, La Tiêu sau lưng một cái bạch bào thanh niên liền tiến lên một bước, trên người cuồng bạo khí thế nở rộ mà ra. Bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là lúc trước đem Quân Nhược Hoan đuổi vào chiến hồn đại lục cái kia La Vân, chính là chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi. Cũng tốt, thiên mộ thần hoa sắp nở rộ. Chúng ta cũng không tất yếu ở chỗ này lãng phí thời gian. La Tiêu nhẹ gật đầu, con ngươi nhìn chăm chú chiến hồn đại lục vị trí phương hướng, trong mắt tinh quang lập lòe. Dừng một chút, lại nhìn về phía một cái còng xuống hồi bào lão giả nói, lục trưởng lão, ngươi mang mấy người, cùng La Vân cùng một chỗ giết bọn họ, quay đầu lại đuổi theo chúng ta. Thiếu tông chủ yên tâm, không cần bao lâu thời gian. Hồi bào lão giả lục trưởng lão gật gật đầu. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ, hai cái chiến thần tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên sóng lớn không thành. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem đối diện La Tuyệt, hắn thật không biết La Tiêu là nơi nào đến tự tin, hắn Tiêu Phàm dù sao cũng là thiên thần cảnh cường giả, vậy mà nhường mấy cái chiến thần cảnh đỉnh phong tới giết bản thân. Cái này đối với hắn Tiêu Phàm tới nói, có thể không chỉ là không nhìn đơn giản như vậy, hoàn toàn liền là nhục nhã. La Tiêu gật gật đầu, mang theo Lưu Vân Tông đám người hướng về chiến hồn đại lục phương hướng bay đi, tại chỗ chỉ còn lại 8 người, cầm đầu chính là lục trưởng lão. Điện chủ, Quân Nhược Hoan nhìn chăm chú lên La Tiêu bọn họ rời đi, hắn đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Yên tâm, một nhóm người chết mà thôi, Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn cũng không nghĩ đến,
bản thân đường đường thiên thần cảnh trung kỳ, lại bị một cái thiên thần cảnh tiền kỳ người rất khinh bỉ. Tiểu tử, ta so thiếu tông chủ muốn nhân từ rất nhiều, các ngươi vẫn là lựa chọn tự sát a. Đưa mắt nhìn La Tiêu bọn họ đi xa, Lưu Vân Tông lục trưởng lão đột nhiên thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan. Hắn giờ phút này trong lòng rất khó chịu, nếu như không phải Tiêu Phàm, La Tiêu cũng sẽ không để cho bọn họ lưu lại, cái này tương đương với biến tướng kéo dài hắn thời gian. Nếu như đến lúc đó La Tiêu bọn họ phát hiện cái gì bảo bối, khả năng đem hắn cho bài xuất bên ngoài. Nghĩ vậy, lục trưởng lão trong lòng liền kìm nén một ngụm nộ khí, hận không thể lập tức giết chết Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan, có thể không cho chính hắn động thủ là tốt nhất. Ta nghĩ đổi một loại kiểu chết, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, hắn thật không biết, cái này lục trưởng lão nơi nào đến tự tin, hắn chỉ là một cái thiên thần cảnh trung kỳ mà thôi, cũng dám nhường hắn Tiêu Phàm lựa chọn tử vong phương thức. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, lục trưởng lão trong lòng nội ý mới hơi hơi thở bình thường không ít, hài lòng gật gật đầu nói, xem ở ngươi tự biết mình phân thượng, ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi nghĩ chết như thế nào? Ta nghĩ, Tiêu Phàm đột nhiên khóe miệng dương lên. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại lục trưởng lão trước người, tốc độ kia, đơn giản liền là thuấn di. Tiêu Phàm thái huyền thần du bộ cũng đã tu luyện đến đệ nhị trọng huyền ảnh cảnh giới, tại di động thời khắc, tại chỗ sẽ lưu lại một đạo tàn ảnh, dù là đồng giai tu sĩ đều không cách nào phát hiện. Hỗn, lục trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm giác mình bị một cỗ khí thế đáng sợ tập trung vào, thân thể hoàn toàn động đậy không được. Khi hắn còn không có lấy lại tinh thần, chỉ cảm giác trên cổ một cỗ đại lực truyền đến, một cái bàn tay gắt gao bấm hắn cổ, sắc mặt đỏ bừng lên. Những người khác toàn bộ đều một mặt mộng bức, thậm chí hoàn toàn không phản ứng tới, khi thấy lục trưởng lão bị Tiêu Phàm như xách con gà con đồng dạng xách tại trong tay lúc, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Lục trưởng lão thế nhưng là thiên thần cảnh trung kỳ a, hắn vậy mà không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền bị đối phương bấm cổ không có bất luận cái gì sức phản kháng, cái này thực lực chênh lệch có thể không phải bình thường lớn. Ta muốn không chết, ngươi có ý kiến gì hay không? Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh vô cùng, một tay bấm lục trưởng lão cổ, lạnh giọng nói. Lục trưởng lão trong miệng phát ra ô ô thanh âm, trong lòng phiền muộn thổ huyết, đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng diêu động. Ý kiến, ta nào dám có ý kiến gì? Sớm biết rõ ngươi cường hãn như vậy, ta làm sao cũng sẽ không lưu lại a, lưu lại đơn giản liền là tự chịu diệt vong. Rất tốt, Tiêu Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cái kia băng lãnh con người đảo qua mặt khác bảy nhân đạo, các ngươi có ý kiến gì hay không đâu? La Vân bảy người hoàn toàn sợ choáng váng, nơi nào còn dám có ý kiến gì, Tiêu Phàm không đối với bọn hắn có ý kiến là được rồi. La Vân càng là kém chút khóc lên, hắn vừa mới lời thề son sắt nói có thể tùy tiện gạt bỏ Tiêu Phàm, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, liền nhường hắn ngưỡng vọng lục trưởng lão đều kém chút trực tiếp bị mạt sát. Nhìn đến đều không có ý kiến. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu, bắt chước lục trưởng lão trước đó giọng nói, ta so các ngươi cái kia thiếu tông chủ cũng phải nhân từ, các ngươi đều tự sát a. Ta so các ngươi cái kia thiếu tông chủ cũng phải nhân từ, các ngươi đều tự sát a. Nhàn nhạt lời nói từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, bất quá đứng ở lục trưởng lão cùng Lưu Vân bọn họ trong tai, lại là như vậy chói tai, giống như âm thanh của tử vong. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Tại Tiêu Phàm trước mặt, liền như là nhỏ yếu run rế, Tiêu Phàm giết bọn hắn, không thể so với bóp chết một con kiến muốn khó rất nhiều. Tiêu Phàm một câu, liền cơ hồ định bọn họ sinh tử. Không ít người trên mặt cũng đã lộ ra vẻ sợ hãi, có mấy người cũng đã làm xong đào vong chuẩn bị. Nhìn đến các ngươi không định tự sát, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, một sợi tinh quang lóe qua, nói cái kia ta giúp các ngươi giải thoát a. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm tay mang theo lục trưởng lão đột nhiên tại chỗ biến mất, chỉ thấy hư không từng đạo kiếm chỉ lăn xuống, sau đó từng khỏa đầu lâu bay lên. La Vân bảy người mi tâm toàn bộ đều có một đạo kiếm chỉ, một tia máu tươi thẩm thấu mà ra, bọn họ toàn bộ đều trợn to hai mắt, đều là vẻ khó tin. Đi tới giới này, bọn họ nguyên bản muốn đại triển quyền cước, nghiền ép tiểu giới tu sĩ, có thể bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, còn không có tiến vào chân chính tiểu thế giới. Liền bị người giết chết ở chỗ này.
Người nào hắn nha nói tiểu thế giới tu sĩ nhỏ yếu giống như run rế, nhìn ta không diệt hắn. Đáng tiếc, bọn họ đã định trước tử vong, từ bọn họ muốn giết Tiêu Phàm một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định. Lục trưởng lão toàn thân kịch liệt run rẩy, hắn chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm cường hãn như vậy, bảy người kia có thể đều là chiến thần cảnh đỉnh phong a, vậy mà trực tiếp mạt sát, liền nhường bọn họ thần phục cơ hội đều không cho. Quân Nhược Hoan cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, vì Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn mà kinh ngạc. Trước đó hắn cùng với Tiêu Phàm trao đổi không ít, cảm thấy Tiêu Phàm là một cái và người lương thiện, có thể hiện tại, Tiêu Phàm nghiễm nhiên liền là một tên sát thần lâm thế. Bất quá, Quân Nhược Hoan thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, những người này chết chưa hết tội, hắn là không biết có bất luận cái gì đồng tình. Nếu như đổi lại là hắn, những người này sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Tiêu Phàm xác thực xem như nhân từ. Đại nhân, ta nguyện ý vì nô tha tội. Lục trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm con người chuyển hướng hắn, toàn thân run một cái, chỗ nào còn có trước đó bá đạo cùng cuồng vọng. Không cần, không giết ngươi, là bởi vì ngươi đối ta có chút tác dụng. Tiêu Phàm trong con người chán phóng hai đạo lục sắc quang mang, trong nháy mắt xông vào lục trưởng lão mi tâm. Chủng ma chi thuật, lục trưởng lão thế nhưng là thiên thần cảnh cường giả. Bao nhiêu biết rõ một chút thái cổ thần vực cùng Lưu Vân Tông một chút bí mật, thì triển chủng ma chi thuật thế nhưng là nhanh chóng thu hoạch tin tức một cái phương pháp. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong đầu tức khắc nhiều rất nhiều tin tức. Tiêu Phàm đột nhiên một chưởng hung hăng đập vào lục trưởng lão ngực, lục trưởng lão bỗng nhiên bay ngược mà ra, sau đó chật vật hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Điện chủ, cứ như vậy thả hắn. Quân Nhược Hoan kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn thế nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm không phải hạng người lương thiện, lại làm sao có thể tha thứ lục trưởng lão đâu. Giữ lại hắn còn có chút tác dụng, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại nói, chúng ta cùng đi lên nhìn xem. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, đi theo Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về nơi xa bạch sắc cự võng tới gần, bất quá nhường Tiêu Phàm hai người kinh ngạc là, lại là rốt cuộc không thấy được La Tiêu bọn họ thân ảnh. Bọn họ tiến vào. Quân Nhược Hoan trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm phía trước bạch sắc cự võng. La Tiêu đám Lưu Vân Tông tu sĩ không thấy bóng dáng, duy nhất khả năng liền là tiến vào chiến hồn đại lục, có thể tại sao bản thân mấy người vào không được đâu. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hắn trong lòng cũng buồn bực không thôi, cái này bạch sắc cự võng không phải dùng để ngăn cản ngoại giới tu sĩ xâm nhập sao. Làm sao sẽ để cho thái cổ thần giới tu sĩ có thể tiến vào đâu. Coi như thái cổ thần giới tu sĩ có thể tiến vào thì cũng thôi đi, hắn cùng Quân Nhược Hoan cũng hẳn là có thể qua tiến vào mới đúng a, tại sao trước đó khống chế hồn thiên tinh hỏa toa không thể đi vào đâu. Thử lại lần nữa, Tiêu Phàm hít sâu một cái, lần nữa phóng ra bước chân, hướng về bạch sắc cự võng bước. Lúc này, Quân Nhược Hoan so Tiêu Phàm động trước, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào bạch sắc cự võng bên trong. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt biến thành hơi thích. Lần nữa xông tới, nhưng mà, nhường hắn mắt trợn tròn là, bạch sắc cự võng lần nữa sinh ra một cỗ cường đại lực lượng, bắt hắn cho đánh bay ra. Vào không được, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bản thân thế nhưng là chiến hồn đại lục người a, người bên ngoài đều có thể đi vào, bản thân làm sao có thể đi vào đâu. Nếu như vào không được, chẳng phải là đại biểu đã mất đi chiếm lấy thiên mộ thần hoa tư cách. Điện chủ, ta không ra được. Đột nhiên. Quân Nhược Hoan suy yếu thân ảnh vang lên, lại là nhìn thấy hắn đang không ngừng đánh thẳng vào bạch sắc cự võng. Nhưng mà, bạch sắc cự võng chán phóng từng đạo bạch sắc vầng sáng, đem tới gần nó Quân Nhược Hoan đều ngăn cản ở ngoài, đừng nói Quân Nhược Hoan chỉ là chiến thần cảnh, liền là thiên thần cảnh cũng không phá nổi. Chẳng lẽ chiến hồn đại lục người vào không được, thái cổ thần giới người liền ra không được? Cái này bạch sắc cự võng là lúc nào xuất hiện đâu? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Vì đối phó Dạ Cửu U, hắn cố ý đem Dạ Cửu U đánh vào hư vô bên trong, mà Dạ Cửu Thiên, Tiếu Thương Sinh cùng Thần Thiên Nghiêu, Tiêu Phàm liền nhường bọn họ lần nữa tiến nhập tiểu thiên địa. Hắn nguyên bản muốn diệt Dạ Cửu U trở về chiến hồn đại lục đối phó Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh, nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân vậy mà tiến vào đi chiến hồn đại lục. Điện chủ, ta cảm giác lực lượng đang chảy mất, người không muốn vào đến. Quân Nhược Hoan thanh âm vang lên lần nữa, hắn thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống.
Mặc dù cách xa nhau lấy bạch sắc cự võng, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm nhận được Quân Nhược Hoan trên người lực lượng sói mòn. Hơn nữa rất nhanh, mấy hơi thở thời gian liền té ngã chiến thần cảnh trung kỳ tu vi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm sắc mặt biến khó nhìn lên, đưa tay lấy ra Tu La kiếm, một kiếm hướng về bạch sắc cự võng chém tới. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm ẩn ẩn phát hiện đặc biệt khác sự tình, hắn chém ra kiếm khí, lại bị bạch sắc cự võng hấp thu. Vì chứng minh trong lòng ý nghĩ, Tiêu Phàm lại thử nhiều lần, quả nhiên, bạch sắc cự võng lại hấp thu năng lượng. Trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiến vào chiến hồn đại lục. Đúng rồi, nếu ta có thể từ tiểu thiên địa rời đi chiến hồn đại lục, cái kia nghĩ đến cũng hẳn có thể từ tiểu thiên địa tiến vào chiến hồn đại lục mới đúng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Lập tức hắn lại lắc đầu, phá vỡ tiểu thế giới là sẽ tùy ý tiến vào hư vô loạn lưu, tự nhiên có thể xuyên thấu cái này bạch sắc cự võng, từ chiến hồn đại lục rời đi. Nhưng hắn hiện tại không thể từ chiến hồn đại lục mở ra tiểu thiên địa nhập khẩu, cũng nói đúng là, hắn không thể mượn nhờ tiểu thiên địa tiến vào chiến hồn đại lục. Liền tựa như tiểu thiên địa chung quanh liền là hư vô thế giới, từ tiểu thiên địa bên trong tiến vào hư vô thế giới cũng không khó, nhưng muốn từ tiểu thiên địa tiến vào chiến hồn đại lục, khả năng liền cần định vị truyền tống. Cái này thật đúng là một cái đau đầu vấn đề, Tiêu Phàm vỗ trán một cái. Đột nhiên, hắn mãnh kinh nói, đúng rồi, trước kia ta tại thần chi kiếp địa lưu lại qua một bộ linh hồn phân thân cảm ngộ phong chi áo nghĩa, chỉ cần cảm ngộ đến linh hồn phân thân tồn tại, ta liền có thể làm cho linh hồn phân thân mở ra tiểu thiên địa nhập khẩu a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng có chút may mắn bản thân lúc trước lưu lại một bộ linh hồn phân thân, nếu không bản thân muốn đi vào trong đó, coi như thật phiền toái. Coi như Tiêu Phàm đang chuẩn bị cảm ngộ linh hồn phân thân thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, chủ nhân. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một ngụm máu hắc sắc thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà tới, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Ngươi cũng không đi vào, Tiêu Phàm quái dị nhìn xem người tới nói. Người vừa tới không phải là người khác, chính là thao túng giả cửu u thân thể phệ hồn, hắn tại bạch sắc cự võng chung quanh vòng vo tầm vài vòng, cũng không có tìm tới tiến vào chiến hồn đại lục phương pháp. Tiêu Phàm trong lòng cũng hoàn toàn xác định, cái này bạch sắc cự võng, chỉ có thể cho phép người ngoại lai tiến vào, đồng dạng, cũng có khả năng chỉ cho phép chiến hồn đại lục người đi ra. Chủ nhân chẳng lẽ cũng vào không được, phệ hồn kinh dị nói. Hắn thế nhưng là rõ ràng Tiêu Phàm thực lực, liền Tiêu Phàm đều vào không được, nó muốn đi vào đoán chừng càng thêm không thể nào. Tiêu Phàm lắc đầu, đột nhiên ngưng tiếng nói, đúng rồi phệ hồn. Ngươi không phải có thể thôn phệ hồn lực à, có thể hay không giải phong cái này trận pháp? Không được, cái này trận pháp lấy chiến hồn đại lục toàn bộ thế giới làm cơ sở, lực lượng cuồn cuộn không dứt, ta không cách nào thôn phệ trong đó hồn lực. Hơn nữa, ta vừa mới tới gần bạch sắc cự võng, thể nội lực lượng liền bắt đầu nhanh chóng sói mòn lên. Phệ hồn lắc lắc đầu nói, từng ấy năm tới nay như vậy, đây là hắn lần thứ nhất gặp gỡ không cách nào phá giải trận pháp, phải biết. Trước kia chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, bất luận cái gì trận pháp cũng là có thể phá giải. Chủ nhân, chúng ta hợp lực công kích thử xem, có lẽ có thể phá vỡ trận này. Phệ hồn lại tựa như nhớ ra cái gì đó, nói ra. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hai người thử nghiệm công kích, nhưng mà, tất cả công kích năng lượng đều bị bạch sắc cự võng hấp thu, căn bản không cách nào phá vỡ. Lấy hai người thiên thần cảnh đỉnh phong chiến lực, cũng không cách nào phá vỡ. Đủ để có thể thấy được cái này bạch sắc cự võng mạnh mẽ và quỷ dị. Ngươi đợi ta một hồi, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, sau đó nhắm hai mắt, bắt đầu tinh tế cảm ứng. Nhưng hắn an ủi là, trận này mặc dù có thể ngăn cách trong ngoài, nhưng không cách nào đoạn tuyệt hắn cùng với bản thân linh hồn phân thân ở giữa cảm ứng. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm liền cảm ứng được linh hồn phân thân tồn tại. Sau đó, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt. Trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Gia chủ, nơi đó có người. Cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó một cỗ cường đại khí tức truyền đến. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy lít nha lít nhít thân ảnh nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Tinh không cổ lộ mở ra, thiên mộ thần hoa khí tức tiết lộ,
rất nhiều thái cổ thần giới thế lực cũng đã bắt đầu nhao nhao tiến vào giới này. Những người này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, tiếp xuống tới, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người đi tới chiến hồn đại lục. Phệ hồn, không nên phản kháng. Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi nhìn nơi xa một cái tay nắm lên phệ hồn, liền tại chỗ biến mất. Sau một lát, Tiêu Phàm thông qua thần chi kiếp địa chúng thần mộ địa bên trong linh hồn phân thân lần nữa tiến nhập chiến hồn đại lục, mút vào quen thuộc khí thức, Tiêu Phàm cũng rốt cục lỏng một hơi. Chủ nhân, ta thể nội lực lượng tại nhanh chóng sói mòn. Phệ hồn đột nhiên cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm quay người nhìn lại, lại là nhìn thấy phệ hồn trên người, nổi lơ lửng từng đạo điểm sáng màu trắng, điểm sáng không ngừng nổi lên, sau đó bị một chút bạch sắc sợi tơ hấp thu. Trong đầu hắn không khỏi nhớ tới trước đó Quân Nhược Hoan tiến vào chiến hồn đại lục cùng hắn nói câu nói kia, lúc ấy Quân Nhược Hoan thể nội lực lượng cũng đang nhanh chóng sói mòn. Hơn nữa, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Tu Vi liền ngã rơi xuống chiến thần cảnh trung kỳ. Nghĩ vậy, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái không trung, tất cả căn nguyên hẳn là liền là cái kia bạch sắc cự võng, đang rút ra tất cả mọi người lực lượng. Bất quá, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, hắn thể nội lực lượng lại là không có bất kỳ khác thường gì, chẳng lẽ cái này trận pháp đối bản thân vô dụng. Người trước tiến vào tiểu thiên địa bên trong, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, đem phệ hồn đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Sau đó, hắn con người chậm rãi biến thành huyết sắc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, dù là cách xa nhau nghìn vạn dặm, cũng có thể nhìn thấy nơi xa cảnh sắc một dạng. Cái kia 8 cái thông thiên triệt địa cột sáng in vào hắn đôi mắt bên trong, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, dù là nắm giữ tu la truyền thừa hắn, vậy mà cũng xem không hiểu đây là cái gì trận pháp. Trước chạy tới thần vực lại nói, Tiêu Phàm bộc lộ một ngụm chọc khí, sau đó hóa thành một vệt sáng cực tốc hướng về thần vực phương hướng bay đi. Giờ phút này, thần vực thiên thần phong vị trí, tất cả chiến đấu toàn bộ đều đình chỉ. Thần thiên nghiêu quỳ một chân trên mặt đất, máu me khắp người, bộ dáng 10 phần chật vật, băng lãnh con ngươi nhìn xem cách đó không xa mấy đạo thân ảnh, chính là Tiếu Thương Sinh, Dạ Cửu Thiên bọn họ. Tiếu Thương Sinh cùng Dạ Cửu Thiên giờ phút này cũng vô tâm tái chiến, bọn họ thân làm thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, tự nhiên cũng không ngăn cản được đại trận rút ra bọn họ trên người lực lượng. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian, bọn họ tu vi cũng đã ngã rơi xuống chiến thánh cảnh tu vi, mà lại còn đang không ngừng ngã xuống, vô luận như thế nào ngăn cản đều không có hiệu quả gì. Cứ tiếp như thế, tất cả mọi người sẽ luân vì người bình thường, cái này khiến Tiếu Thương Sinh bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bọn họ mưu đồ mấy vạn năm, nhưng mà kết quả là, một đời tu vi lại muốn bị người rút sạch, trong lòng tràn đầy bất an. Không chỉ đám bọn hắn, chỉ cần tại chiến hồn đại lục phạm vi bên trong, tất cả mọi người khó thoát một kiếp, dù là Đông Hải phía trên tu la điện tu sĩ, giờ phút này cũng toàn bộ đều co quắp mềm tại trên mặt đất. Tại mặt biển trên không, cũng đồng dạng xuất hiện vô số lít nhít sợi tơ, dường như rễ cây đồng dạng, rút ra lấy tất cả sinh linh lực lượng. Giờ khắc này, toàn bộ chiến hồn đại lục sinh linh đều lâm vào khủng hoảng bên trong, mà hết thảy này đều là Cửu Thiên Thần Quang trận tạo thành. Quỷ Thiên Cừu, cứ tiếp như thế, chúng ta dù là tránh thoát Tiếu Thương Sinh khống chế, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chiến Luân Hồi mặt âm trầm cho Quỷ Thiên Cừu truyền âm nói. Hắn hiện tại đã có chút hối hận, nếu như không phải nghe theo Quỷ Thiên Cừu nói, không có kịp thời thông chi Tiếu Thương Sinh bọn họ, có lẽ bọn họ tu vi liền sẽ không hạ ngã. Chí ít chúng ta còn sống, không phải sao? Quỷ Thiên Cừu thần sắc đạm nhiên, cũng không có lộ ra hoảng hốt. Chỉ là hắn trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, cũng một mực đang suy tư, rốt cuộc là người nào bố trí cái này Cửu Thiên Thần Quang trận. Hắn không thể tin được đây là một cái tiểu thế giới tu sĩ bố trí đi ra, dù là hồn điêu thế gia Bắc Thần gia tộc, cũng không có khả năng bố trí được đi ra, nếu không trăm năm trước đó, Bắc Thần gia tộc cũng sẽ không bị Chiến Luân Hồi đuổi ra giới này. Không phải Bắc Thần gia tộc người, như vậy là ai đâu? Quỷ Thiên Cừu trong lòng cực kỳ buồn bực, trầm ngâm nói, đối phương đoán chừng liền là hướng về phía Thiên Mộ Thần Hoa mà đến, thua thiệt Tiếu Thương Sinh. Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U ba người còn tại tính toán Tu La Vương truyền thừa, kết quả là, cũng là bị người khác âm một lần, thật đúng là một loại vô cùng châm chọc. Hô hô, cũng đúng lúc này, thiên thần phong vị trí không trung, lại là đột nhiên nhiều ba đạo thân ảnh,
ba người đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra từng đạo bạch sắc vầng sáng. Ân, ba người xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Bọn họ là ai, làm sao một chút sự tình đều không có? Chẳng lẽ cái này trận pháp không làm gì được bọn họ? Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ba đạo thân ảnh kia. Giờ này khắc này, không có người nào còn dám tại hư không phi hành, nhưng ba người này, lại dường như không nhìn cửu thiên thần quang trận uy lực một dạng. Tiếu Thương Sinh, Dạ Cửu Thiên, Quỷ Thiên Cửu cùng Chiến Luân Hồi, cũng là hết sức kinh ngạc nhìn xem ba đạo thân ảnh kia. Là các người đang làm trò quỷ, Tiếu Thương Sinh trước tiên mở miệng, sắc mặt dị thường khó coi. Vài vạn năm tính toán cùng mưu đồ, kết quả là trở thành công dã tràng, cái này khiến hắn làm sao tiếp thu được. Đồng dạng, Dạ Cửu Thiên cũng không tốt gì, mặt lộ âm lãnh nhìn xem không chung ba người. Lão đồ vật, liền là chúng ta đang làm trò quỷ, người lại có thể làm chúng ta như thế nào? Ba người bên trong đó một cái cẩm bào thiếu niên khinh thường nhìn xem Tiếu Thương Sinh nói. Tiếu Thương Sinh nhe răng trợn mắt, hận không thể lập tức xông đi lên đem tiểu tử này xé thành mảnh vỡ. Lúc này, Quỷ Thiên Cửu đột nhiên thần sắc cứng lại, híp hai mắt, nhìn chằm chặp không chung, hít sâu một cái nói, ngươi là Tiêu Phàm Sư Tôn, Bắc Thần Thiên Nam. Ngươi là Tiêu Phàm Sư Tôn, Bắc Thần Thiên Nam. Quỷ Thiên Cửu vừa dứt lời, đám người trong nháy mắt rối loạn lên, nhìn về phía trên bầu trời ba người, thần sắc đại biến. Tiêu Phàm là ai? Đây chính là Tu La Điện Điện Chủ A, bọn họ người ở đây, đại bộ phận đều là Chiến Thần Điện người, Chiến Thần Điện đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, trừ cho thống khoái. Có thể hiện tại, bố trí bậc này rút ra một giới lực lượng trận pháp người, lại là Tiêu Phàm Sư Tôn, cái này khiến bọn họ như thế nào không sợ hãi. Hiện tại bọn hắn thực lực đều tại nhanh chóng rơi xuống, đối phương muốn giết chết bọn họ, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Cho dù là Tiếu Thương Sinh cùng Dạ Cửu Thiên, cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vậy mà còn có người nhận biết lão hủ, không chung ba người kia bên trong cầm đầu một cái bạch bào lão giả vuốt vuốt hiếm chòm râu bạc phơ, khẽ mỉm cười nói. Bạch bào lão giả không phải người khác, chính là Bác Lão, trong thiên hạ, cũng chỉ có Bác Lão có thể xứng xưng là Tiêu Phàm Sư Tôn. Bác Thần Thiên Nam, chính là Bác Lão tên thật, toàn bộ Chiến Hồn Đại Lục. Biết rõ Bác Lão tên thật người, cũng không cao hơn một bàn tay, Quỷ Thiên Cửu xem như trong đó một cái. Bác Thần Thiên Nam đúng không, người biết rõ người đang làm gì không? Thiên Mộ Thần Hoa nở rộ sắp đến, tinh không cổ lộ tất nhiên sẽ liên thông Thái Cổ Thần Giới, giờ phút này đoán chừng cũng đã có rất nhiều người từ Thái Cổ Thần Giới đuổi đến giới này, người hiện tại rút ra tất cả lực lượng, đây là muốn tiêu diệt Chiến Hồn Đại Lục sao? Tiếu Thương Sinh phẫn nộ quát. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Bác Lão tu vi, chỉ là Chiến Thần cảnh đỉnh phong mà thôi, có thể liền là cái này Chiến Thần cảnh đỉnh phong, vậy mà bố trí ra một giới trận pháp. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Tiếu Thương Sinh khẳng định sẽ không tin tưởng, tối đa cũng liền xem như một cái cười nhạo tới nghe mà thôi. Chính là bởi vì Thiên Mộ Thần Hoa nở rộ sắp đến, Lão Hủ không nghĩ giới này hủy với hắn nhân thủ, cho nên mới trừ hạ sách này mà thôi. Bác Lão thần sắc đạm nhiên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cặp kia thế sự xoay vần con mắt, dường như xem thấu thiên vũ, tất cả đều chạy không khỏi hắn bắt. Các ngươi vì cái gọi là hư vô phiêu miểu Tu La Vương truyền thừa, nhưng giới này no bụng trải qua cực khổ, cũng là thời điểm kết thúc. Bác Lão đột nhiên hít khẩu khí, trên mặt đều là trách trời thương dân vẻ. Hắn lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, dường như nhìn thấu tương lai một ít sự tình một dạng. Chúng ta chỉ bất quá là vì Tu La Vương truyền thừa mà thôi, căn bản không biết hủy đi giới này, không muốn vì bản thân kiếm cớ. Dạ Cửu Thiên mở miệng nói. Bác Lão bất phi sở động, nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, nếu như các người đã sớm biết rõ Thiên Mộ Thần Hoa tồn tại, còn sẽ cho rằng như vậy sao? Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh nghe vậy, hai người trầm mặc, nếu như bọn họ biết rõ Thiên Mộ Thần Hoa tồn tại, có lẽ liền sẽ không một lòng chỉ vì Tu La Vương truyền thừa. Thiên Mộ Thần Hoa một cánh hoa, liền có thể nhường một người đột phá thần vương cảnh, Tu La Vương truyền thừa cùng nó so sánh, căn bản là không ở cùng một cấp độ. Nếu là có thể lấy được hoàn chỉnh Thiên Mộ Thần Hoa, đừng nói một cái Tu La Vương truyền thừa, liền là 10 cái Tu La Vương truyền thừa, bọn họ cũng sẽ không đi đổi.
nghĩ đến các ngươi cũng biết rõ giới này tính đặc thù, thiên mộ thần hoa, 10 vạn năm mới nở, các ngươi ngu muội vô tri, không biết thiên mộ thần hoa tồn tại, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không biết. Bác lão lại nói ra, con ngươi kiên định lạ thường. Hắn nếu tới mức độ này, tự nhiên sẽ không bởi vì một ít người một hai câu liền cải biến quyết định. Thiên mộ thần hoa mỗi một lần mở ra, đối với chiến hồn đại lục tới nói, liền là hủy diệt tính tai nạn, bởi vì thiên mộ thần hoa mở ra thời khắc, tinh không cổ lộ liền sẽ tự động mở ra. Đồng thời, thiên mộ thần hoa khí tức liền sẽ triệt để tiết lộ, thái cổ thần giới tu sĩ là không thể nào bỏ lỡ dạng này cơ duyên. Đến lúc đó, đừng nói thiên thần cảnh cường giả, cho dù cổ thần cảnh, thậm chí thần vương cấp bậc từ tồn tại, đều sẽ điên cuồng chiếm lấy thiên mộ thần hoa, không may có thể liền là chiến hồn đại lục. Bác lão muốn làm, liền là rút ra một giới lực lượng vì chất dinh dưỡng, đuổi tại thái cổ thần giới tu sĩ tiến đến trước đó thúc thiên mộ chi hoa, nhường chiến hồn đại lục tránh cho một kiếp. Chỉ cần thiên mộ thần hoa không thấy, thái cổ thần giới cường giả tự nhiên cũng liền sẽ không công kích chiến hồn đại lục. Những năm này, các ngươi vì giới này mang đến tai nạn, dù là muôn lần chết cũng khó tha tội, cũng nên đến xử lý thời điểm. Bác lão đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới Tiếu Thương Sinh cùng Dạ Cửu Thiên, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng lăng lệ. Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh nghe vậy, không khỏi đánh run rẩy, bọn họ như thế nào cảm thụ không đến bác lão trong mắt nồng đậm sát ý đâu. Lấy bọn họ giờ phút này trạng thái, đừng nói bác lão là chiến thần cảnh đỉnh phong, liền là chiến thánh cảnh đỉnh phong, cũng có thể tùy tiện bôi giết bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, bác lão đưa tay một chút, một vệt sáng cực tốc hướng về Tiếu Thương Sinh bắn ra mà đi. Cảm nhận được bác lão cái kia một ngón tay cường đại uy thế, Tiếu Thương Sinh biến sắc, không chút do dự quát to, di hình hoán vị. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, hư không một ngụm máu kiếm bắn ra, ngay sau đó một đạo phẫn nộ tiếng gào thét vang lên, Tiếu Thương Sinh, người chết không yên lành. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng bọn họ kinh ngạc là, bác lão vừa mới một ngón tay giết chết cũng không phải là Tiếu Thương Sinh, mà là chiến luân hồi. Mà Tiếu Thương Sinh, lại là xuất hiện ở chiến luân hồi trước đó vị trí địa phương, tại vừa mới cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiếu Thương Sinh đã khống chế chiến luân hồi thân thể, trong nháy mắt biến ảo vị trí. Tiếu Thương Sinh giờ phút này mặc dù ngã rơi xuống chiến thánh cảnh tu vi, nhưng hắn thủ đoạn vẫn như cũ không ít, thậm chí, nếu như ép hắn, đồng dạng có thể cho chiến hồn đại lục mang đến hủy diệt tính tai nạn. Bác lão thần sắc không hề bận tâm, tựa như đã sớm đoán được đồng dạng, giết chết chiến luân hồi, hắn cũng đồng dạng không có bất luận cái gì hổ thẹn. Chiến luân hồi, xem ở ngươi tiền thân cho giới này mang đến cống hiến bên trên, cho ngươi một cái thống khoái. Bác lão thần sắc đạm nhiên, nói, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Không được chiến luân hồi con ngươi co rụt lại, dùng hết toàn lực kêu to, nhưng mà, ai cũng không cải biến được hắn kết cục. Bành một tiếng nổ vang, chiến luân hồi thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập hư không, khó thoát thần hồn câu diệt kết quả. Chiến luân hồi tiền thân cố nhiên đối chiến hồn đại lục cống hiến không nhỏ, nhưng hắn thuê biến thành mới linh hồn sau đó, lại là việc ác bất tận, nếu không nói, hắn cũng sẽ không bị Tiếu Thương Sinh có cơ hội để lợi dụng được, đã khống chế hắn thân thể. Đến bước này, trưởng quản chiến hồn đại lục một đời cự phách, chiến luân hồi chết. Đưa tay vung lên, chiến luân hồi thần cách trôi nổi mà lên, vững vàng rơi vào bác lão trong tay. Tiếu Thương Sinh cùng Dạ Cửu U thấy thế, thần sắc lấp lóe không yên, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Quỷ Thiên Cừu lại là sắc mặt khó coi vô cùng, chiến luân hồi đã chết, kế tiếp liền đến phiên hắn Quỷ Thiên Cừu. Lúc này, bác lão lần nữa nhìn về phía Tiếu Thương Sinh, lại chậm rãi nâng lên hắn tay phải, một đạo quang mang từ hắn đầu ngón tay nở rộ. Lão tiểu tử, người đừng bức ta. Nhìn thấy bác lão chuẩn bị lần nữa động thủ, Tiếu Thương Sinh tức khắc sát khí nặng nề nói. Đây là ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Bác lão căn bản không có bất cứ chút do dự nào, giết chiến hồn đại lục địch nhân, hắn hoàn toàn không thẹn lương tâm. Một ngón tay nhô ra, hai đạo lưu quang đồng thời tại hư không nở rộ, so với trước đó càng thêm lăng lệ cùng hung mãnh, một đạo bắn về phía Tiếu Thương Sinh, mà một đạo khác lại là bắn về phía Quỷ Thiên Cừu. Quỷ Thiên Cừu đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, trực tiếp chậm rãi nhắm lại hai mắt, sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình thân hình bị một cỗ đại lực trói buộc,
hoàn toàn không nghe sai khiến một dạng. Di hình hoán vị, Tiếu Thương Sinh hét lớn một tiếng, bất quá sau một khắc hắn liền hối hận. Phốc, một đạo kiếm chỉ xuyên thủng hắn lồng ngực, máu tươi bắn ra, hắn xác thực cùng Quỷ Thiên Cừu đổi vị trí thành công, nhưng lần này, Bác lão là liền Quỷ Thiên Cừu cùng nhau chém giết, coi như hắn đổi vị trí lại như thế nào. Tiếu Thương Sinh nhìn xem bản thân lồng ngực phá vỡ lỗ lớn, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hung ác, rung động con ngươi càng là tràn đầy tơ máu. Hắn không nghĩ tới Bác lão không hề nghĩ ngợi, thực dám giết bản thân. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bản thân liều mạng sao? Cũng đúng, hắn hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh tu vi mà thôi, đoán chừng không ai sẽ tin tưởng hắn nắm giữ liều mạng năng lực. Cách đó không xa, Dạ Cửu Thiên sắc mặt hơi trắng bệch, hắn nhưng không có Tiếu Thương Sinh dạng này thủ đoạn, cái này hai kích nếu là rơi tại hắn trên người, đoán chừng cũng đã chết đến không thể lại chết. Chẳng lẽ bản thân cũng phải cùng chiến luân hồi đồng dạng, chết ở nơi này? Dạ Cửu Thiên trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn tính toán vạn năm, vốn coi là chỉ có mình mới là đánh cờ người, nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện, sớm đã có người nhảy ra hắn bàn cờ. Tiếu Thương Sinh, người chết không yên lành, Quỷ Thiên Cừu cùng chiến luân hồi đồng dạng, nổi giận gầm lên một tiếng liền co quắp mềm tại trên mặt đất, lại cũng không có bất luận cái gì sinh cơ. Quỷ dị là, hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng khô quắt lên. Một hai cái hô hấp thời gian liền biến thành thây khô. Khụ khụ, Tiếu Thương Sinh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, dữ tợn lấy khuôn mặt nói, đây là ngươi bức ta, đã ngươi không cho ta sống, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót. Lời còn chưa dứt, Tiếu Thương Sinh đột nhiên đánh ra từng đạo thủ quyết, trên người khí thế nhanh chóng kéo lên, một đạo bạch sắc quang mang từ hắn trên người nở rộ mà ra, há mồm phun ra một đạo kim sắc lệnh bài. Kim sắc lệnh bài như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, phía trên lạc ấn lấy một chút thần bí đường vân, tản ra một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức. Không tốt, là thông thiên triệt địa thần phù. Thần Thiên Nghiêu Kinh kêu ra tiếng, sốt ruột quát to, nhanh, mau ngăn cản hắn. Bác lão cũng cảm nhận được cái này kim sắc lệnh bài bất phàm, thân hình lóe lên, đưa tay một chưởng giận đập mà xuống. Cửu thiên thập địa, ta lấy ta hồn truyền thiên địa, khiến... Tiếu Thương Sinh dùng hết toàn lực nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó phun ra mấy ngụm máu tươi, dung nhập cái kia kim sắc lệnh bài bên trong. Đồng thời, hắn mi tâm bay ra một vệt sáng, trong nháy mắt dung nhập cái kia kim lệnh bên trong. Làm Bác lão một trưởng vỗ xuống thời khắc, kim lệnh đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang, trực tiếp đâm rách Bác lão bàn tay, hóa thành một đạo lưu tinh, phóng tới thiên vũ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Oanh một tiếng nổ vang, Tiếu Thương Sinh thân thể thế mà nổ tung, chỉ có một đạo hét giận dữ thanh âm tại hư không vang lên. Ha ha, muốn chết liền cùng chết a. Tiếu Thương Sinh thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không bên trong, mấy tức sau đó mới chậm rãi biến mất. Bác lão thần sắc hơi hơi ngưng tụ, trong lòng có loại bất an dự cảm, luôn cảm giác có không tốt sự tình sắp phát sinh. Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Sắc bén con người rơi vào Dạ Cửu Thiên trên người, nếu cũng đã giết chiến luân hồi cùng Tiếu Thương Sinh, vậy liền một giết đến cùng. Lão sư, chưa kịp Bác lão xuất thủ, đột nhiên một đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên dừng lại ở Bác lão cách đó không xa. Phàm Nhi, người đã đến. Bác lão trong nháy mắt thu liễm sát ý, biến vô cùng hòa ái, vừa mới hắn vẫn là một cái sát thần, hiện tại liền chỉ là một cái hiền lành lão giả. Lão sư, ngươi, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, lo lắng nhìn xem Bác lão, hắn có thể cảm nhận được Bác lão thể nội sinh cơ còn thừa không có mấy, cũng đã một cước bước vào trong đất. Dù là Tiêu Phàm tự nhận là y thuật bất phàm, giờ phút này cũng không giải quyết được Bác lão vấn đề, căn bản không phải mệnh nguyên có thể cứu chữa. Trước không cần phải để ý đến ta, tạm thời giải quyết trước mắt vấn đề này. Bác lão biết rõ bản thân thời gian còn thừa không có mấy. Không muốn dây dưa tự thân vấn đề, lắc đầu nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại, nói, lão sư, cái này trận pháp là ngài bố trí. Bác lão nhẹ gật đầu, liền là bởi vì bố trí cái này trận pháp, hắn cũng đã tâm lực lao lực quá độ, hao phí bản thân sinh cơ cùng thọ nguyên. Nếu không nói, lấy hắn chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi, là không thể nào bố trí ra tầng thứ này trận pháp. Dạ Cửu Thiên. Ngươi muốn như thế nào xử trí?
Bác lão băng lãnh con ngươi đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm lạnh lẽo con ngươi chuyển hướng Dạ Cửu Thiên, sát cơ không thèm mảy may che giấu, so với Dạ Cửu U, Tiêu Phàm càng hận hơn Dạ Cửu Thiên. Tự ý nào đó đi lên nói, Tiêu Gia Lưu vẫn là Dạ Cửu Thiên huyết, nhưng mà, Dạ Cửu Thiên liền bản thân hậu đại đều không buông tha, Tiêu Phàm lại làm sao có thể tha thứ được hắn. Giết, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một chữ, hắn hoàn toàn tìm không đến bất kỳ lý do gì đến tha thứ Dạ Cửu Thiên. Dạ Cửu Thiên nghe vậy, toàn thân khẽ run, Chiến Luân Hồi chết rồi, Quỷ Thiên Cửu chết rồi, Tiếu Thương Sinh cũng đã chết, hiện tại rốt cục đến phiên hắn. Tiêu Phàm, có gan cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Dạ Cửu Thiên nắm đấm nắm chặt, nếu như không phải các ngươi dùng hèn hạ thủ đoạn, giết ngươi giống như bóp chết một con kiến. Khích tướng ta có đúng không? Tiêu Phàm thần sắc chậm rãi khôi phục bình tĩnh, giờ khắc này, hắn phát hiện, trước kia cao cao tại thượng, xa không thể leo tới Dạ Cửu Thiên, có vẻ như cũng cứ như vậy một chuyện. Là người, đều sẽ sợ chết, Dạ Cửu Thiên cũng đồng dạng không ngoại lệ, thậm chí so với người bình thường tới nói, hắn càng đáng sợ chết. Lão sư, có thể nhường hắn khôi phục thực lực, Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía bác lão nói. Tiêu đại ca, cái này lão đồ vật thế nhưng là thiên thần cảnh đỉnh phong, người đừng bên trong hắn cái bẫy. Bác lão còn chưa mở miệng, Sở Phiền liền lo lắng kêu lên. Điện chủ, thần Thiên Nghiêu cũng vội vàng nhắc nhở Tiêu Phàm, bất quá chưa kịp hắn nói hết lời, bác lão thanh âm liền vang lên. Có thể, bác lão nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, Tiêu Phàm là xem ở Dạ Cửu Thiên là Tiêu gia tiên tổ phân thượng, mới có thể cùng hắn đơn đả độc đấu. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm không phải loại kia kẻ lỗ mãng, nếu hắn dám nói như vậy, liền nói rõ hắn có 10 phần nắm chắc. Làm lão sư, bác lão tự nhiên tin tưởng bản thân cả đời này xuất sắc nhất học sinh. Bác lão đưa tay vung lên, một vệt sáng gào thét mà xuống, trong nháy mắt chui vào Dạ Cửu Thiên thể nội, một thoáng thời gian, Dạ Cửu Thiên trên người khí tức phồng lên, lực lượng cuồng bạo tản ra. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên, nguyên bản chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, mấy hơi thở thời gian, liền đạt đến thiên thần cảnh, sau một lát, liền khôi phục được thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Đây là ngươi tự tìm chết. Dạ Cửu Thiên đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, cuồng bạo khí thế từ hắn trên người bộc phát ra, so với trước đó cùng Tiêu Phàm giao chiến, lại muốn cường đại mấy lần. Quả nhiên là lão hoạt đầu, vậy mà đến hiện tại cũng còn vẫn giấu kín thực lực. Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Ta nếu thắng ngươi, lại làm như thế nào? Dạ Cửu Thiên híp híp hai mắt, dư quang không khỏi nhìn bác lão một cái. Đây là hắn duy nhất sống sót cơ hội, Dạ Cửu Thiên tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thắng ta, để ngươi rời đi lại như thế nào? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói, hắn như thế nào không biết Dạ Cửu Thiên tâm tư, nói, bất quá, người đoán chừng vẫn là ý nghĩ hão huyền. Dạ Cửu U thực lực không kém gì Dạ Cửu Thiên, Tiêu Phàm đều có thể giết chết hắn, Dạ Cửu Thiên có mạnh hơn lại có thể cường đại đi nơi nào đâu. Ý nghĩ hão huyền, ngươi yên tâm. Ta sẽ nhường ngươi kiến thức một cái lão hủ chân chính thực lực. Dạ Cửu Thiên lạnh lùng cười một tiếng, sau đó từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Vẫn là câu nói kia, ta sẽ để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, cuồng bạo thần lực ba động từ hắn trên người bộc phát ra. Giết, thét mắng một tiếng, Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng xông tới, trong mắt hắn, Dạ Cửu Thiên cũng đã nhất định là một cái người chết. Oanh một tiếng bạo hưởng, Tiêu Phàm cùng Dạ Cửu Thiên chân chính giao phong cùng một chỗ, hư không nộ minh gào thét, đi lên chính là hủy thiên diệt địa lực lượng công kích. Tiêu Phàm phá vỡ lịch đại tu la điện chủ chỉ có thể trở thành quân cờ ma chú, rốt cục cùng Dạ Cửu Thiên đụng vào nhau. Hư không triệt để bạo loạn, hai đạo thân ảnh ở chân trời va chạm kịch liệt, giống như hai tia chớp đồng dạng, đám người cũng đã bắt không đến bọn họ thân ảnh. Tầng thứ này giao phong. Tại tiểu thế giới bên trong vài vạn năm cũng khó gặp. Bác lão đứng chắp tay, đạm mạc nhìn xem không trung, áo bào trắng trong gió bay múa, thời gian đều dường như dừng lại ở trong nháy mắt này, cái thế giới này tất cả không có quan hệ gì với hắn một dạng. Lão đầu, Tiêu đại ca có thể giết chết Dạ Cửu Thiên sao? Sở Phiền lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói, Thạch Thánh cũng nghẹo đầu, con ngươi nhìn chằm chằm không trung. Một cái Dạ Cửu Thiên hắn đều không đối phó được. Cũng không có tư cách đối mặt càng mạnh địch nhân.
Bác lão nhàn nhạt đáp lại, tựa như căn bản không quan tâm Tiêu Phàm an nguy một dạng. Kỳ thật cũng không phải là hắn không quan tâm Tiêu Phàm an nguy, mà là hắn đối Tiêu Phàm tràn đầy lòng tin. Thoại âm rơi xuống, hắn con ngươi lại là nhìn về phía chân trời vực ngoại tinh không, đục ngầu con ngươi lần nữa lóe ra từng đạo tinh quang. Giờ phút này, chiến hồn đại lục vực ngoại tinh không bên ngoài, một chiếc to lớn thần chu trùng trùng điệp điệp hướng về chiến hồn đại lục gào thét mà tới, thần chu phát ra chói mắt quang mang, đem hư vô đều chiếu sáng vô cùng. Thần chu phía trên tu sĩ, toàn bộ đều ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm nơi xa thánh khiết thiên mộ thần hoa, trong mắt đều là vẻ tham lam. Rất nhiều người đều biết rõ thiên mộ thần hoa lai lịch, nghe nhầm đồn bậy, tự nhiên tất cả mọi người biết trước mắt thánh khiết thần hoa đại biểu cho cái gì. Một mảnh cánh hoa, liền có thể nhường tu sĩ đột phá thần vương cảnh giới, bằng vào điểm này, liền có thể nhường cổ thần cấp bậc cường giả kiếm được đầu rơi máu chảy. Cho dù là thần vương, cũng khẳng định sẽ không bỏ qua dạng này chân bảo hiếm thế. Quả nhiên là thiên mộ thần hoa, một chiếc thần chu phía trên, đứng đấy một cái thanh bào trung niên nam tử khí thế ngập trời, ẩn ẩn thiêu đốt lên thanh sắc hỏa diễm, cực kỳ bá đạo. Đột nhiên, hắn cau mày, sắc mặt có chút khó coi, còn chưa thành thục. Thanh bào trung niên nam tử rất rõ ràng, chưa thành thục thiên mộ thần hoa ý vị như thế nào, đây chính là tương đương với một trận hủy thiên diệt địa chiến tranh a. Nếu như thiên mộ thần hoa hiện tại thành thục, hắn hoàn toàn có thể mang theo thiên mộ thần hoa rời đi nơi đây. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hư vô chỗ sâu, nơi đó, từng đạo chớp lóe cực tốc tới gần, rất nhanh liền xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa. Hết thảy có 3 chiếc thần chu, mỗi một chiếc thần chu ở giữa đều lẫn nhau đề phòng, thanh bào nam tử nhìn thấy những người này, thần sắc biến dị thường băng lạnh. Thanh nham, các ngươi thanh nham bộ lạc đến thật là sớm. Trong đó một chiếc thần chu phía trên hắc bào nam tử nhếch miệng cười nói. Hắc long giáp, phu cơ, la thông, các ngươi cũng không muộn. Thanh bào nam tử thanh nham lạnh rên một tiếng, trong mắt lãnh quang bắn ra bốn phía. Tinh không cổ lộ thông hướng thái cổ thần giới vị trí địa phương, nguyên bản liền là thanh nham bộ lạc vị trí, đây cũng là thanh nham bộ lạc trước tiên chạy tới nguyên nhân. Hơn nữa, hắn còn cố ý phong cấm tinh không cổ lộ tin tức, nhưng hắn không nghĩ đến, tin tức vẫn là tiết lộ, cùng thanh nham bộ lạc liền nhau tam đại thế lực vậy mà không chậm hắn bao nhiêu. Thanh nham, ngươi cảm thấy ngươi có thể độc thôn thiên mộ thần hoa bậc này cấp bậc chân bảo hiếm thế. Một cái khác dáng người cao to bạch bào nam tử khẽ cười một tiếng, hắn dư quang lại là thỉnh thoảng quét về phía chiến hồn đại lục phương hướng, hận không thể lập tức xông đi lên. Hắn tên là La Thông, chính là Lưu Vân Tông tông chủ, thực lực cường hoành vô cùng, trước đó Tiêu Phàm giết chết La Vân đám người, chính là Lưu Vân Tông người. Vừa dứt lời, hắc bào nam tử cùng mặt khác một cái nhìn qua trang điểm lộng lẫy nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh nham, sát ý không thèm mảy may che giấu. Thanh nham lạnh rên một tiếng, không lên tiếng nữa, hắn biết rõ, bản thân nếu có mảy may phản đối, đối diện 3 người tất nhiên sẽ trước tiên bôi giết hắn. La Thông thấy thế, lúc này mới lộ ra hài lòng thiếu dung, nói, người yên tâm, tinh không cổ lộ chúng ta tam đại môn phái cũng đã bố trí đại trận, ngoại trừ chúng ta tứ đại thế lực, sẽ không lại có người biết. Cái này thiên mộ thần hoa nở rộ, sẽ có 9 mảnh cánh hoa, chúng ta tứ đại thế lực phân biệt được 2 mảnh. Còn có thể thêm ra một mảnh, nơi này ngươi dù sao cũng là sân nhà, thêm ra một mảnh cánh hoa, tặng cho ngươi thanh nham bộ lạc lại như thế nào. Lời này thật sự, thanh nham nghe vậy, trên mặt vẻ băng lãnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy vẻ kích động, càng là phát ra từ nội tâm cười đi ra. Nếu như hắn có thể lấy được 3 mảnh cánh hoa, vậy coi như đại biểu hắn thanh nham bộ lạc tương lai có thể sinh ra tam đại thần vương cảnh cường giả. Cái này khiến hắn như thế nào không kích động đâu. Huống chi, hắn thanh nham bộ lạc muốn độc thôn thiên mộ thần hoa cơ hồ là không thể nào, coi như lấy được, một khi tin tức để lộ, đến lúc đó thanh nham bộ lạc cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bây giờ có tam đại thế lực giúp hắn chia sẻ, cũng có thể giảm bớt một phần áp lực, dạng này sự tình cớ sao mà không làm đâu. Tự nhiên thật sự, La Thông cười cười, mặt khác 2 đại thế lực cường giả Hắc Long Giáp cùng Vũ Cơ cũng nhẹ gật đầu. Xem như công nhận La Thông lời nói. Ha ha, cái kia tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Thanh nham cười ha ha một tiếng nói. Bất quá, đột nhiên, La Thông lời nói xoay chuyển,
nhếch miệng cười nói, Thanh Nham lĩnh chúa làm nhiều có nhiều, chúng ta đối giới này còn không là rất biết, liền phiền phức Thanh Nham lĩnh chúa dò đường. Thanh Nham trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại đó, thần sắc biến vô cùng âm trầm, hắn Thanh Nham bộ lạc cũng đồng dạng đối giới này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn dò đường, còn không bằng nói nhường hắn đi chịu chết. Có thể nở rộ thiên mộ thần hoa tiểu thế giới, có thể không phải cùng cái khác tiểu thế giới một dạng đơn giản như vậy. Thanh Nham, cái này chỉ bất quá là một cái tiểu thế giới mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng liền là con kiến hôi tồn tại, chẳng lẽ ngươi cái này điểm lá gan đều không có, còn là cái nam nhân sao? Lúc này, cái kia trang điểm lộng lẫy nữ tử Vũ Cơ cười khẩy nói, nàng lắc eo, một đôi mị nhãn hiển thị rõ yêu nhiêu, một cái nhăn mày một nụ cười dường như đều có thể dẫn ra nam nhân nội tâm chỗ sâu nhất dã tâm. Nghe nói như thế, Thanh Nham ba người tức khắc cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy vẻ dâm tà, tựa như hận không thể lập tức đem Vũ Cơ đặt ở dưới thân hảo hảo trà đạp 100 lần. Thật mạnh mị hoặc chi thuật, Thanh Nham tâm thần chấn động, cắn một cái bản thân đầu lưỡi, trong nháy mắt thanh tỉnh tới, nói ta có thể dò đường, bất quá thiên mộ thần hoa, ta phân ba mảnh. Đó là tự nhiên, Vũ Cơ yêu nhiêu cười một tiếng, cho Thanh Nham vứt ra một cái mị nhãn. La Thông cùng Hắc Long Giáp trên mặt cũng lộ ra hài lòng tiếu dung, bất quá sau một khắc, đám người đột nhiên biến sắc, chỉ cảm giác một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt cuốn tới, ép ba người có chút không thở nổi. Ân, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy, lại có một chiếc thần chu phá không mà tới, bọn họ con ngươi trong nháy mắt rơi vào thần chu phía trước nhất bong thuyền. Nơi đó, đứng đấy một cái hồi bào lão giả xương trán phun ra, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như hai thanh thần kiếm xuyên thủng vòng trời, hắn đứng chắp tay, lại giống như thần linh đồng dạng, cao lớn mà vĩ ngạn. Các ngươi liền bắt đầu chia tang, cũng quá không đem ta phi kiếm môn để ở trong mắt ha. Thần chu tới gần, hồi bào lão giả đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Trong giọng nói tràn ngập cái này một cỗ bá đạo cùng không cho phép phủ định, đồng thời một cỗ cường đại khí tức tập trung vào Thanh Nham cùng La Thông bốn người. Gặp qua Hàn trưởng lão, Thanh Nham, La Thông, Hắc Long Giáp cùng Vũ Cơ bốn người thấy thế, vội vàng cung kính một xá, tựa như nhìn về phía hôi bào lão giả ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bốn người cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng không tốt, thần sắc âm tình bất định, biến ảo không ngừng. Hôi bào lão giả Hàn trưởng lão đạm mạc nhìn xem Thanh Nham bốn người, cái kia ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một bầy kiến hôi, Thanh Nham bốn người cũng là kinh hồn táng đảm. Hàn trưởng lão tên là Hàn Lê, sở thuộc phi kiếm môn chính là Tam Lưu Tông Môn, có thể so sánh Thanh Nham bộ lạc, Lưu Vân Tông chờ không được nhập lưu thế lực muốn cường đại hơn nhiều, thậm chí có thể nói hoàn toàn không còn cùng một cấp độ. Khác không nói, Tam Lưu Tông Môn tông chủ chính là cổ thần cảnh cường giả, tông môn trưởng lão bên trong cũng không thiếu cổ thần cảnh cường giả, liền tựa như trước mắt Hàn trưởng lão, liền là cổ thần cảnh tiền kỳ. Thanh Nham, La Thông, Vũ Cơ cùng Hắc Long Giáp bốn người, mặc dù là bộ lạc lĩnh chúa, hoặc là một tông chi chủ, nhưng bọn họ tông môn cùng bộ lạc chỉ là bất nhập lưu thế lực, thực lực cũng đều chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nào dám cùng Hàn Lê tranh phong đâu. Coi như bọn họ có thể giết Hàn Lê, cũng chạy không khỏi phi kiếm môn vây công, cái này tương đương với đem bọn họ sở thuộc thế lực đưa vào hố lửa. Hàn Lê con người đạm mạc nhìn chằm chằm bọn họ, thật lâu lúc này mới lên tiếng nói, đều đứng lên đi. Đa tạ Hàn trưởng lão, Thanh Nham cùng La Thông bốn người tức khắc nới lỏng khẩu khí. Bọn họ trong lòng mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng là không dám biểu lộ đi ra, mấy người rõ ràng, chỉ cần Hàn Lê một câu, bọn họ khả năng lập tức sẽ mất đi tranh đoạt thiên mộ thần hoa tư cách. Chí ít hiện tại mà nói, phi kiếm môn muốn chiếm lấy thiên mộ thần hoa, còn có dùng đến bọn họ địa phương. Phi kiếm môn có thịt ăn, bọn họ cũng sẽ có canh uống. Các ngươi đã tới bao lâu? Hàn Lê hỏi, híp hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa thiên mộ thần hoa. Nhưng hắn an ủi là, thiên mộ thần hoa còn không có hoàn toàn chín muồi, bất quá cự ly thành thục, hẳn là cũng không cần bao lâu thời gian, hắn đuổi đến lúc đó đúng vừa lúc. Hồi bẩm Hàn trưởng lão, chúng ta vừa tới. La Thông vội vàng nói ra. Hàn Lê nhẹ gật đầu, sau đó con ngươi lại rơi vào Thanh Nham trên người nói, Thanh Nham. Vừa mới ta xem ngươi chuẩn bị tiến về giới này, vậy thì do ngươi dò đường a. Thanh Nham lĩnh chúa nghe vậy, phiền muộn kém chút một ngụm máu phun ra đi ra,
hắn dù sao cũng là một đại thế lực chủ, mới vừa rồi bị La Thông bọn họ uy hiếp thì cũng thôi đi, bây giờ dĩ nhiên lại bị Hàn Lê chọn chúng. Vì cái gì lại là ta? Thanh Nham lĩnh chúa kém chút gầm thét đi ra, bất quá hắn vẫn áp chế một cách cưỡng ép trong lòng phẫn nộ, gật gật đầu nói, vâng. Dứt lời, Thanh Nham đưa tay vung lên, thần chu thế mà hướng về chiến hồn đại lục bay đi, tốc độ bọn họ không phải rất nhanh liền đi tới bạch sắc cự võng trước mặt. Lĩnh chúa, làm sao bây giờ? Thanh Nham lĩnh chúa phía sau một cái tu sĩ mở miệng nói, dư quang không khỏi nhìn về phía nơi xa Hàn Lê đám người. Còn có thể làm sao? Thanh Nham lĩnh chúa tức giận nói, hắn chỉ có thể thầm than không may, khẽ cắn môi, trong lòng lại bổ sung một câu nói, chết thì chết đi, dò đường mà thôi, giới này chỉ bất quá là một cái tiểu thế giới, chẳng lẽ còn có cái gì có thể uy hiếp được tính mạng của ta đồ vật hay sao? Thanh Nham lĩnh chúa nội tâm chỗ sâu đối chiến hồn đại lục vẫn là cực kỳ khinh thường, hắn mặc dù không từng tiến vào tiểu thế giới, nhưng là biết rõ một chút liên quan tới tiểu thế giới tin tức. Tiểu thế giới cơ hồ không có khả năng có thiên thần cảnh cường giả tồn tại, một khi đột phá thiên thần cảnh, cũng sẽ bị tiểu thế giới bài xích cùng áp chế. Hắn thân làm thiên thần cảnh đỉnh phong, coi như tiến vào tiểu thế giới, cũng có thể chống cự tiểu thế giới lực bài xích, ghê gớm hủy đi giới này mà thôi. Đi, nghĩ vậy, Thanh Nham lĩnh chúa cũng yên tâm không ít, ra hiệu khống chế thần chu người tiếp tục tiến lên. Siêu một tiếng. Thần chu hóa thành một vệt sáng xông vào chiến hồn đại lục, nhưng bọn họ kinh ngạc là, bạch sắc cự võng vậy mà bình tĩnh như thường, căn bản không có bất kỳ khác thường gì. Tiến vào, nơi xa, La Thông bọn họ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hận không thể lập tức tiến vào chiến hồn đại lục một dạng. Đi, Hàn Lê thấy thế, cũng đồng dạng không kịp chờ đợi tiến vào, thiên mộ thần hoa thành thục sắp đến, hắn cũng không muốn nhường Thanh Nham lĩnh chúa nhặt được tiện nghi. La Thông, Hắc Long Giáp, phu cơ bọn họ tự nhiên cũng sẽ không do dự, nhao nhao hạ lệnh thao túng thần chu, cực tốc phóng tới bạch sắc cự võng. Nhưng mà giờ phút này, tiến vào chiến hồn đại lục Thanh Nham lĩnh chúa bọn họ sắc mặt lại là khó coi vô cùng, trợn to hai mắt, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn khuôn mặt hướng về phía một cái khác phương hướng, thật lâu không cách nào từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Hàn Lê đám người tự nhiên cũng liền nhìn không thấy. Ha ha, liền vào được, cái này cũng quá dễ dàng a. Khôi Ngô Hắc Bào nam tử Hắc Long Giáp càn rỡ lớn nhỏ nói, hắn chính là Hắc Giao bộ lạc lĩnh chúa. Hắc Giao bộ lạc, toàn bộ đều là hắc sắc giao long, mặc dù không bằng long tộc, nhưng là xem như một cái tương đối cường đại tộc đàn. Cũng đúng lúc này, một tiếng nổ vang trong nháy mắt hấp dẫn đám người ánh mắt, sau đó đột nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy phi kiếm môn Hàn Lê trực tiếp bị một đạo bạch sắc quang mang tung bay. Hàn trưởng lão bị đánh bay. La Thông con người hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem. Chúng ta cùng phi kiếm môn những người khác đều vào được, chỉ có Hàn trưởng lão không có tiến vào, cũng nói đúng là, cái này trận pháp chỉ ngăn trở cổ thần cảnh cường giả. Yêu Nhiêu vô cùng vũ cơ bỗng nhiên hiểu cái gì, trên mặt hiện lên sáng chói ý cười. La Thông cùng Hắc Long Giáp nghe vậy. Trên mặt cũng lộ ra sán lạn tiếu dung, Hàn Lê không cách nào tiến vào, chẳng phải là không thể uy hiếp được bọn họ, kể từ đó, bọn họ chẳng phải là đều có cơ hội tranh đoạt thiên mộ thần hoa. Hỗn trướng, Hàn Lê nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng tung bay, nhưng hắn một mặt mộng bức, sau đó dùng hết toàn lực, một trưởng giận oanh mà xuống. Hư không run rẩy, hư vô chi lực quay cuồng, rộng lớn trưởng cương dường như muốn đem chiến hồn đại lục vỡ nát đồng dạng. La Thông bọn họ sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Không đúng, ta thể nội lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, tu vi đang ngã xuống. Đột nhiên, La Thông lấy lại tinh thần, bỗng nhiên ngừng thân hình, hắn cũng đã không lo được Hàn Lê trưởng cương. Chỉ một lát sau thời gian, hắn liền ngã rơi xuống thiên thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa căn bản không có đình chỉ xu thế. Thanh Nham, ngươi là cố ý lừa gạt chúng ta tiến đến. Hắc Long Giáp cũng là phẫn nộ nhìn về phía nơi xa Thanh Nham lĩnh chúa, thiếu chút nữa thì xông đi lên cùng Thanh Nham lĩnh chúa đại chiến một trận. Thanh Nham lĩnh chúa mình cũng là phiền muộn không thôi, vẻ mặt đưa đám nói, ta còn chưa kịp thông chi các ngươi liền chạy vào, ta hiện tại cũng đã ngã rơi xuống thiên thần cảnh trung kỳ. Hắc Long Giáp tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Thanh Nham lĩnh chúa tu vi, biết rõ hắn không có nói dối, đổi lại là hắn,
đoán chừng cũng đồng dạng chấn kinh không thôi, trong thời gian ngắn không có khả năng lấy lại tinh thần. Nếu như bọn họ không phải quá qua vội vàng muốn lấy được thiên mộ thần hoa, cũng liền sẽ không như thế tiến nhanh vào giới này. La Thông, phụ cờ bọn họ cũng là phiền muộn thổ huyết, chiếu cái tốc độ này tiếp tục, bản thân đám người đoán chừng đều phải biến thành phàm nhân không thể. Nhanh, rời đi giới này. La Thông kêu to, đột nhiên chuẩn bị hướng về chân trời bay đi, muốn rời đi giới này. Nhưng mà, oanh, lại là một tiếng nổ vang truyền ra, lần nữa hấp dẫn đám người ánh mắt, lại là phát hiện, Hàn Lê trưởng cương sắp rơi vào bạch sắc cự võng phía trên lúc, đột nhiên trong lúc vô hình chán phóng một đạo yếu ớt bạch quang. Bạch quang hóa thành một lồng ánh sáng thế mà đem Hàn Lê trưởng cương ngăn cản bên ngoài, hư vô bên trong nổi lên từng đạo gợn sóng. Làm sao có thể, La Thông bọn họ kinh hãi nhìn xem hư không, càng thêm chấn kinh phải kể tới phi kiếm môn tu sĩ, bọn họ rất rõ ràng bọn họ trưởng lão Hàn Lê thực lực. Đừng nói một cái tiểu thế giới trận pháp, liền là càng cường đại trận pháp, cũng có thể tùy tiện phá mở a. Nhưng mà hiện tại, cái kia bạch sắc cự võng vậy mà thờ ơ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn phía xa. Kinh hãi nhất kỳ thật phải kể tới Hàn Lê tự thân, bởi vì chỉ có hắn biết rõ, cái kia bạch sắc cự võng chẳng những ngăn trở hắn công kích, vậy mà còn đem hắn công kích năng lượng hấp thu. Đây không phải cửu thiên thần quang trận à, làm sao có thể hấp thu ta lực lượng? Hàn Lê sắc mặt âm trầm đáng sợ, đã từng có người nói, không muốn khinh thường bất luận cái gì tổ địa, quả nhiên là thực. Bằng vào ta lực lượng, muốn phá vỡ trận này không có khả năng. Nhất định phải tông môn cái khác cổ thần cường giả cùng nhau xuất thủ mới có thể phá ra được, coi như ta không lấy được thiên mộ thần hoa cũng không thể rơi ở tại người khác trong tay. Làm Hàn Lê nhìn thấy thiên mộ thần hoa một sát na kia, hắn nguyên bản ôm lấy độc chiếm ý nghĩ, thậm chí đem người ở đây toàn bộ đều hủy diệt. Có thể hiện tại nhìn đến, hắn một người là không thể nào lấy được thiên mộ thần hoa. Huống chi, hắn thân làm phi kiếm môn trưởng lão. Coi như tông môn có thể lấy được thiên mộ thần hoa, khẳng định cũng có hắn phần. Nghĩ vậy, Hàn Lê vội vàng quát to, phi kiếm môn tất cả mọi người nghe lệnh, cần phải không thể nhường những người khác lấy được thiên mộ thần hoa, bản trưởng lão liền về tông môn, nhường tông chủ tự mình xuất mã. Thoại âm rơi xuống, Hàn Lê trưởng lão cũng không quay đầu lại hướng về tinh không cổ lộ cửa ra mà đi, sợ đã chậm một hồi, thiên mộ thần hoa liền bị người cướp đi một dạng. La Thông bọn họ nhìn thấy Hàn Lê trưởng cương không có rơi xuống, chấn kinh sau khi cũng lỏng một hơi, một trưởng này nếu là đập xuống tới, bọn họ hiện tại có thể chịu không được. Dù sao, bọn họ hiện tại cũng đã ngã rơi xuống thiên thần cảnh trung kỳ, là không thể nào tiếp nhận cổ thần cảnh cường giả công kích. Tiếp tục đi, bay ra giới này. La Thông kêu to, cứ tiếp như thế, bọn họ tu vi phải rơi xuống chiến thần cảnh mà thôi. Một khi rơi xuống chiến thần cảnh, cho dù tiểu thế giới người, đều có thể tùy tiện làm thịt giết hắn, cái này có thể không phải hắn có thể tiếp nhận. Thân làm thái cổ thần giới thế lực chủ, cho dù là bất nhập lưu thế lực, nếu như chết ở tiểu thế giới bên trong, đối bọn họ đến thủ, cũng đồng dạng là vô cùng nhục nhã. Lưu Vân Tông tu sĩ ra sức khống chế thần chu hướng về bạch sắc cự võng phóng đi, muốn xông ra chiến hồn đại lục, bọn họ là sẽ không đem chính mình vận mệnh giao cho tiểu thế giới tu sĩ. Phú Cơ, Thanh Nham cùng Hắc Long Giáp cũng kịp phản ứng, không chút do dự mệnh lệnh riêng phần mình thế lực cùng lên Lưu Vân Tông bước chân. Bất quá, bọn họ còn chưa khống chế thần chu, lại bị phía trước một màn cho chấn kinh rồi, chỉ thấy Lưu Vân Tông tu sĩ khống chế thần chu đang đến gần bạch sắc cự võng lúc, vậy mà trực tiếp bị một cỗ lực lượng đánh bay. Cái kia thần chu càng là trực tiếp bạo tán ra, hóa thành vô số mảnh vụn bay về phía tứ phía bát phương, La Thông kém chút tức giận một ngụm lão huyết phun ra. Không ra được, Thanh Nham lĩnh chúa ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng có loại nồng đậm bất an. Đáng chết La Tuyệt, nhưng các ngươi trước giờ đến tìm hiểu giới này, phát hiện vấn đề vậy mà không thông chi bản tông chủ. La Thông trong lòng giận mắng không thôi. Giờ phút này, hắn tu vi cũng đã ngã rơi xuống thiên thần cảnh tiền kỳ, tiếp tục hạ xuống, đoán chừng không dùng đến liền sẽ rơi xuống chiến thần cảnh. Nhanh, hạ xuống, Thanh Nham lĩnh chúa đột nhiên quát to. Mệnh lệnh Thanh Nham bộ lạc người thao túng thần chu hướng về phía dưới bay đi. Bây giờ còn không được hạ xuống, qua một lúc tu vi rơi xuống,
nếu là không cách nào phi hành nói, cũng liền không cách nào điều khiển thần chu, cho dù là bọn họ, cũng sẽ bị ngã thành thịt nát. Lấy bọn họ sức mạnh thân thể, cố nhiên sẽ không tử vong, dù sao thiên thần cảnh liền là chủ tu nhục thân, nhưng những người khác có thể chưa chắc có thể chịu được cái này đáng sợ lực phá hoại. La Thông bọn họ cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, nhao nhao thao túng thần chu hướng về mặt đất rơi xuống. Mà lúc này, Tiêu Phàm là không biết đã có ngũ đại thế lực người phủ xuống giới này, hắn vẫn tại cùng Dạ Cửu Thiên điên cuồng đụng chạm. Oanh, hai cái nắm đấm kịch liệt bành trướng cùng một chỗ, Tiêu Phàm lui về phía sau mấy chục bước, mà Dạ Cửu Thiên chỉ lui về phía sau mấy bước, bất quá, cánh tay hắn lại tại kịch liệt run rẩy. Luận lực lượng, Tiêu Phàm không phải đối thủ của hắn, nhưng là không kém bao nhiêu. Nhưng là, luận nhục thân cường độ, Tiêu Phàm so với hắn còn muốn cường hãn rất nhiều, chí ít, Tiêu Phàm trên người không có bất luận cái gì thương thế. Thật mạnh nhục thân, người tiến vào thiên địa lao ngục, đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Dạ Cửu Thiên mặt lộ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Tiêu Phàm cũng đã chiếm được thần vô tận truyền thừa, thuế biến thành vô tận chiến thể lực lượng, cũng đã không kém gì cổ thần cảnh thân thể. Nguyên bản hắn coi là giết chết Tiêu Phàm chỉ là sự tình đơn giản, có thể hiện tại mới phát hiện, Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng muốn mạnh nhiều lắm. Nếu như không phải giới này bị phong cấm, hắn đoán chừng đã sớm chạy trốn, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn không dám, một khi chạy trốn, nhất định sẽ bị Bác lão lần nữa tước đoạt lực lượng cùng tu vi. Tự nhiên là ngươi không tưởng tượng nổi kỳ ngộ, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, mở ra bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Sức mạnh thân thể, ngươi không phải ta đối thủ, dùng xuất hiện ngươi át chủ bài đi, ta sợ ngươi qua một lúc không có cơ hội. Hừ, ngươi đừng đắc ý, ta cố nhiên giết không chết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng thắng ta. Dạ Cửu Thiên lạnh rên một tiếng. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên buông ra bàn tay, lòng bàn tay thế mà xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, tựa như một cái quang cầu đồng dạng, tản ra cực kỳ quỷ dị khí tức. Không gian phong cấm. Dạ Cửu Thiên đột nhiên quát khẽ một tiếng, hắn bàn tay tâm huyết ánh sáng màu cầu nhanh chóng biến lớn, sau đó trong nháy mắt bao phủ chu vi hơn 10 dặm chu vi, không gian bên trong tất cả, trong nháy mắt toàn bộ bị giam cầm. Không gian loại thần thông sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn thân thể tựa như động đậy ghê gớm một dạng. Chết, Dạ Cửu Thiên gầm lên một tiếng, bàn tay hóa chảo, hướng về Tiêu Phàm cổ họng chộp tới, một chảo này nếu là đánh trúng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngự, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vừa quát, vô tận chiến huyết khuấy động, cỗ kia phong cấm lực lượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái rộng lớn hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Oanh long long, nghịch thời châm xoay tròn hắc sắc vòng xoáy, tựa như một cái cối xay đồng dạng, phá hủy lồng ánh sáng màu đỏ ngòm lực lượng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân hình khẽ động. Một kiếm nổi giận chém mà ra. Bang, một tiếng bén nhọn tiếng kim loại va chạm vang lên, lại là Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm bị Dạ Cửu Thiên móng vuốt bắt lấy, hư không đốm lửa bắn tứ tung. A, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, loại này thủ đoạn hắn gặp qua, cùng Tu La vương tộc đại trưởng lão tàn hồn thi triển thần thông có chút tương tự, hắn có thể đủ trong nháy mắt cường hóa bản thân thân thể một cái nào đó bộ vị, cứng rắn giống như thần binh pháp bảo. Tiêu Phàm thể nội cuồn cuộn thần lực rót vào, Tu La kiếm tức khắc chán phóng vô cùng sắc bén khí tức, thiếu chút nữa thì cắt hư không. Dạ Cửu Thiên thấy thế, vội vàng buông ra Tu La kiếm, chân đạp bộ pháp cực tốc lui lại, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lui lại quá trình bên trong, Dạ Cửu Thiên khóe miệng đột nhiên nổi lên một đạo quỷ dị độ cung, sau đó thân thể tại hư không lật ngã nhào một cái, thân thể hóa thành một đạo chớp lóe, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Cái hướng kia, chính là Bác lão vị trí. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm một tiếng quát mắng, đen kịt con ngươi chán phóng nồng đậm sát khí, hư không đều dường như bị sát khí ngưng kết, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống hơn mấy chục tốc độ. Hắn như thế nào không biết Dạ Cửu Thiên ý nghĩ, chỉ cần giết Bác lão, hắn Dạ Cửu Thiên thực lực liền sẽ không hạ ngã, đến lúc đó cho dù đào tẩu, nhưng cũng là cực kỳ tùy tiện sự tình. Khác không nói. Hắn Dạ Cửu Thiên chí ít có thể sống xuống dưới, hơn nữa có khả năng lấy được Thiên Mộ Thần Hoa. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, Dạ Cửu Thiên cùng hắn chiến đấu, cũng không phải là vì chiến thắng bản thân,
mà là sớm liền tính toán Bác Lão. Giả Cửu Thiên hiện tại ở vào Bác Lão cùng Tiêu Phàm ở giữa, cho dù Tiêu Phàm dốc hết toàn lực, cũng không có khả năng đuổi theo Giả Cửu Thiên. Mà lấy Bác Lão thực lực, là không thể nào từ Giả Cửu Thiên trong tay sống sót. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm càng ngày càng lo lắng, trên người sát khí nhảy lên tới cực điểm, dữ tợn nhìn xem Giả Cửu Thiên. Chết, Giả Cửu Thiên một tiếng quát lớn, lăng lệ móng vuốt gào thét mà xuống, một đạo mấy chục trượng phong mang kém chút đâm xuyên qua hư không, hướng về Bác Lão nổi giận chém mà xuống. Lão đầu chạy mau, Sở Phiền cùng Thạch Thánh kêu to, đây chính là thiên thần cảnh đỉnh phong công kích a, lấy bọn họ thực lực, là không thể nào ngăn cản được. Nhưng mà, Bác Lão lại là 10 phần bình tĩnh đứng ở đó, đưa tay vung lên, bốn phía không gian tức khắc một trận vặn vẹo. Phốc suy một tiếng giòn vang, Giả Cửu Thiên móng vuốt giận vung mà xuống, lăng lệ phong mang bao phủ hoàn toàn Bác Lão bọn họ. Tê Lôi Thủ, Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, dùng hết toàn lực giết ra, hai tay ở giữa, ẩn ẩn chán phóng kim sắc lôi điện lực lượng, hư không xì xì rung động. Một kích này, liền vô lượng thần lôi kiếp đều có thể xé mở, gần như là Tiêu Phàm bây giờ cường đại nhất thủ đoạn một trong, uy lực cùng thần thông ngự so sánh đều tương xứng. Chỉ là thần thông ngự là quần thể công kích, mà Tê Lôi Thủ lại là đơn thể công kích mà thôi. Một tiếng kêu thảm truyền ra, Tiêu Phàm Tê Lôi Thủ nắm lấy Giả Cửu Thiên cánh tay, nộ khiếu một tiếng, hắn hai tay xinh xinh đem Giả Cửu Thiên cánh tay phải cho xé xuống tới. Sau đó dùng sức bóp, Giả Cửu Thiên cánh tay tức khắc hóa thành vô số huyết phụ tràn ngập hư không. Giả Cửu Thiên thần sắc như thường, cũng không có bởi vì cánh tay hủy đi mà lộ ra vẻ thống khổ. Ngược lại lớn cười không thôi, ha ha, Tiêu Phàm, người không giết chết được ta, người sư tôn chết rồi, cái thế giới này, không có người nào có thể làm gì được ta. Thiên mộ thần hoa cũng là ta, chỉ cần ta lấy được thiên mộ thần hoa, đột phá cổ thần cảnh, ngược sát ngươi, giống như ngược sát run dế một dạng. Giết Bác Lão, thân làm thiên thần cảnh đỉnh phong hắn, cho dù Tiêu Phàm mạnh hơn hắn, nhưng hắn Giả Cửu Thiên muốn chạy, trong thiên hạ. Còn thật không có mấy người có thể giết chết được hắn. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh đến cực điểm, đen kịt con ngươi đột nhiên hiện ra huyết hắc sắc quang mang, từng tia máu tươi từ Tiêu Phàm mắt phải chảy đi ra. Ánh mắt kia, quá mức đáng sợ, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Cho dù là thế giới này, tại cái này con mắt phía dưới cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Đồng thuật, nghịch loạn, Tiêu Phàm căn bản không để ý tới Giả Cửu Thiên, một tiếng quát như sấm. Huyết hắc sắc quang mang từ hắn hai mắt bên trong bắn ra, huyết hắc sắc quang mang bỗng nhiên hóa thành vô số huyết sắc lợi kiếm, chém giết tứ phương. Trong chớp nhoáng này, tại Tiêu Phàm trong con ngươi, cả phiến thiên địa đều biến thành huyết hồng sắc, màu đỏ tươi yêu diễm, giống như giết chóc chiến trường, đâu đâu cũng có vong linh khô cốt, chém giết chi khí bao phủ tứ phương. Nơi xa quan chiến tu sĩ nhìn thấy đôi mắt này, cảm giác da đầu đều hơi tê tê, linh hồn cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Giờ khắc này, Tiêu Phàm chỉ muốn giết chết Giả Cửu Thiên thay Bác Lão báo thù, chỗ nào quan tâm được cái khác. Không giết Giả Cửu Thiên, liền khó phát tiết hắn trong lòng cơn giận. Cái gì? Giả Cửu Thiên kinh hô một tiếng, bị Tiêu Phàm cái kia con mắt làm cho sợ hết hồn, quay người liền chuẩn bị đào tẩu, nhưng mà, cái kia huyết hắc sắc lợi kiếm trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ trong đó. Hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà còn nắm giữ đáng sợ như thế đồng thuật. Tại cái này đồng thuật phía dưới, hắn cảm giác mình không có bất luận cái gì thắng lợi hy vọng. Lại là con mắt này, thần thiên nghiêu nhìn thấy Tiêu Phàm con mắt này, không khỏi dùng mình một cái. Trong đầu hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, thần vô tâm hai cái thiên thần cảnh cấp dưới bị cái này đồng thuật miểu sát hình ảnh. Giả Cửu Thiên có lẽ rất mạnh, nhưng có mạnh hơn cũng không so được qua thần vô tâm hai cái thiên thần cảnh cấp dưới, tại cái này con mắt phía dưới. Hắn cũng đồng dạng ngăn cản không nổi. Sự thật cũng xác thực như thế, bị huyết sắc lợi kiếm bao phủ Giả Cửu Thiên, toàn thân huyết nhục văng tung tóe, những cái kia lợi kiếm tựa như cố ý cắt đứt hắn thân thể một dạng. Từng khối huyết nhục từ hắn trên người cắt đứt mà xuống, vẻn vẹn mấy tức thời gian, hết mấy chỗ xương cốt liền lộ ra. Run dế, hiện tại ai là run dế? Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, sát khí ngập trời, khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên. Vô tận chiến huyết triệt để sôi trào lên. Giả Cửu Thiên tiếng kêu rên liên hồi, cái kia huyết hắc sắc kiếm khí không chỉ có đang cắt hắn nhục thân, cũng đồng dạng đang cắt hắn linh hồn,
Tiêu Phàm đây là muốn sinh sinh hành hạ chết hắn. Hắn dốc hết toàn lực chạy trốn, nhưng mà, lại là phát hiện bản thân thân thể căn bản động đậy ghê gớm một dạng. Giống Dạ Cửu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tu la huyết mạch khuấy động, cả người tản mát ra hắc sắc quang mang, một thoáng thời gian, hắn thân thể nhanh chóng biến hóa. Một cái hô hấp thời gian, liền hóa thành tu la thần thể, bất quá cho dù như thế, hắn thân thể vẫn như cũng ngăn cản không nổi huyết hắc sắc lợi kiếm cắt đứt. Chỉ là hắn thân thể cũng đã có thể hành động tự nhiên, cặp kia màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đằng đằng sát khí nói, ta Dạ Cửu Thiên tung hoành mấy vạn năm, há lại sẽ chết ở ngươi trong tay. Tung hoành cả nhà ngươi, Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, một cái bàn tay hung hăng rút ra ngoài. Ba một tiếng nổ vang, Dạ Cửu Thiên thân thể bị hung hăng quất bay, trong miệng máu tươi vẩy ra, vừa đến miệng lời nói bị Tiêu Phàm sinh sinh rút trở về, mấy cái răng quăng ra ngoài. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, Tiêu Phàm lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại Dạ Cửu Thiên sau lưng, lần này, lại là một cước trùng điệp đạp xuống, giống như một khỏa sao trời rơi đập mà xuống. A-ô Dạ Cửu Thiên thân thể lõm thành cong, ngũ tạng lục phủ đều gần như vỡ nát, Tiêu Phàm một cước này cũng không nhẹ, cho dù thiên thần cảnh đỉnh phong cũng không chịu nổi. Tiếp xuống tới, Tiêu Phàm dùng cả tay chân, một bàn tay, sau đó một cước, thay phiên thay nhau. Cái này đơn giản liền là ngược sát, bất quá Tiêu Phàm trong lòng không có bất luận cái gì cảm giác áy náy. Sau một lát, Dạ Cửu Thiên liền đã hoàn toàn thay đổi, xương đầu vỡ vụn, thân thể hoàn toàn không có bất luận kẻ nào dạng, máu thịt be bét. Tiêu Phàm con mắt cũng khôi phục như thường, chỉ là mắt phải vẫn tại chảy xuôi theo huyết dịch, nhìn qua hết sức dữ tợn. Ta muốn đem ngươi thịt từng mảnh cắt cho chó ăn. Dù vậy, Tiêu Phàm cũng khó có thể lắng lại trong lòng lửa giận, Dạ Cửu Thiên giết Bắc lão, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Lúc trước Diêm La phủ chủ cùng La Sinh môn môn chủ đánh lén Túy ông, dẫn đến Túy ông tử vong, Tiêu Phàm thế nhưng là không nhường hai người thống khoái chết đi. Lần này, Dạ Cửu Thiên hạ chàng cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Đi chết đi, thí thần chi chảo. Đột nhiên, Dạ Cửu Thiên bộc phát mà lên. Hắn cánh tay trái hóa thành móng vuốt chém bổ xuống, một mực huyết sắc móng vuốt mò xuống, hư không đều dường như tiếp nhận không được cỗ uy áp này. Thí thần chi chảo, cũng dám ở trước mặt ta sử dụng, ta để ngươi minh bạch, cái gì mới là chân chính thí thần chi chảo. Tiêu Phàm khinh miệt phun ra một câu, sau lưng thí thần bản thể xuất hiện, đồng dạng một chảo dò xét đi lên. So với Dạ Cửu Thiên cái kia một chảo, Tiêu Phàm một chảo này tốc độ càng nhanh, uy thế mạnh hơn. Cũng khó trách Tiêu Phàm khinh thường, Dạ Cửu Thiên chỉ bất quá thôn phệ thí thần huyết dịch rèn luyện bản thân nhục thân, tại chân chính thí thần trước mặt, lại tính là cái gì? Phốc phốc, một đạo máu tươi bay vụt, thí thần chi chảo đem Dạ Cửu Thiên cánh tay kia chém thành huyết nhục, đau Dạ Cửu Thiên nhe răng trợn mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ bị Tu La Điện Điện chủ ngược sát, từng ấy năm tới nay như vậy, đều là hắn đem lịch đại Tu La Điện Điện chủ đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Dạ Cửu Thiên mặt lộ ngoan sắc, sau đó cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, bất quá vừa mới chạy ra ngoài mấy bước, Dạ Cửu Thiên liền cảm giác mình lực lượng bị trong nháy mắt rút sạch, thân thể run lên, hướng về hư không rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy nơi xa hư không một trận vặn vẹo, ba đạo thân ảnh lần nữa hiển hiện. Lão sư, Tiêu Phàm cũng đồng dạng thấy được cái này ba đạo thân ảnh, thân hình run lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Ba người không phải người khác, chính là Bắc lão, Sở Phiền cùng Thạch Thánh. Chỉ là bọn họ đều không biết là, Bắc lão ba người rõ ràng bị Dạ Cửu Thiên một chảo giết chết, tại sao bọn họ bây giờ còn sống đây này? Thời không áo nghĩa, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Người khác không rõ ràng, nhưng Tiêu Phàm minh bạch, Bắc lão thế nhưng là lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, có thể biến hóa thời không, làm Dạ Cửu Thiên cái kia một chảo vung xuống thời khắc. Bắc lão cũng đã chỗ sâu một mảnh khác thời không. Bây giờ chiến hồn đại lục không gian phong cấm, Dạ Cửu Thiên không cách nào phá vỡ hư không, tự nhiên cũng liền không cách nào thế nhưng Bắc lão. Người vậy mà lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, Dạ Cửu Thiên con người hơi co lại, kinh hãi nhìn xem Bắc lão. Bắc lão thần sắc đạm nhiên, lẳng lặng đứng ở đó, sắc mặt như thường, căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, dường như thế gian này,
cũng đã không có cái gì có thể làm cho hắn nỗi lòng nổi lên gợn sóng. Lúc này, Dạ Cửu Thiên lại tiếp tục run giọng nói, không đúng, đại trận này cũng không phải đơn giản Cửu Thiên thần quang trận, mà là hàm chứa thời không thuộc tính, nếu không ngươi một cái chiến thần cảnh tu sĩ là không thể nào bố trí đi ra. Nhìn đến ngươi cái này vài vạn năm, cũng không phải là sống vô dụng rồi. Bác lão rốt cục mở miệng, sau đó không còn để ý tới Dạ Cửu U, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Phàm Nhi, ngươi chính là quá nhân từ, giống như tiến về thái cổ thần giới, ngươi cái này tâm tính có thể nếu không được. Lão sư, Phàm Nhi thụ giáo, Tiêu Phàm hít sâu một cái, cung kính thi lễ nói. Hắn tự nhiên biết rõ bác lão là có ý gì, nguyên bản hắn là có thể đã sớm giết chết Dạ Cửu Thiên, nhưng mà, hắn lại xem ở Dạ Cửu Thiên là Tiêu gia tiên tổ phân thượng, chỉ muốn cùng hắn công bằng một trận chiến. Nếu như không phải bác lão thực lực đầy đủ cường đại, có lẽ vừa mới một kích, Dạ Cửu Thiên liền đã giết chết bác lão. Bác lão chết, đại trận bị phá, Dạ Cửu Thiên muốn chạy ra giới này, cho dù Tiêu Phàm cũng không ngăn cản được. Thậm chí, từ bên ngoài đến tu sĩ cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm tiến vào chiến hồn đại lục, cái này đối chiến hồn đại lục tới nói, thế nhưng là khó mà vãn hồi tai nạn. Mà hết thảy này, liền bởi vì Tiêu Phàm nhất niệm từ, không có ngoan hạ tâm giết chết Dạ Cửu Thiên. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện ở Dạ Cửu Thiên trước người, nói, ngươi tự cho là lấy chiến hồn đại lục một giới làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, nhưng từ đầu đến cuối, bản thân lại chết ở quân cờ trong tay, tất cả những thứ này, cũng nên kết thúc nói đến đây, Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên bàn tay, hướng về Dạ Cửu Thiên mi tâm vỗ tới. Tiêu Phàm, không muốn giết ta. Dạ Cửu Thiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hiện tại hắn một chút phản kháng lực lượng đều không có, hắn linh hồn bị phong cấm, không thể so với chiến thánh cảnh tu sĩ mạnh hơn. Tiêu Phàm không có bất cứ chút do dự nào, một bàn tay đập vào Dạ Cửu Thiên mi tâm. Sau đó Tiêu Phàm sau lưng thí thần, một ngụm trực tiếp đem Dạ Cửu Thiên nhục thân tính cả thần hồn nuốt xuống dưới. Sau một lát, thí thần trong miệng thốt ra một cỗ thi thể, còn có một khỏa huyết sắc thần cách. Tiêu Phàm đem thần cách tiện tay ném vào hồn giới bên trong, sau đó lách mình xuất hiện ở bác lão bên người. Bác lão không có để ý tới Tiêu Phàm, mà là một chỉ bắn ra, một vệt sáng rơi vào nơi xa mặt đất một cỗ thi thể phía trên, một thoáng thời gian. Thi thể kia bỗng bạo khởi, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Lão sư, chờ một cái. Tiêu Phàm vội vàng kêu lên, nhìn thấy bác lão đình chỉ xuất thủ, Tiêu Phàm đây mới gọi là nói, Quỷ Thiên Cừu, cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Lời này vừa nói ra, thi thể kia bỗng ngừng thân hình, quay người nhìn về phía không trung Tiêu Phàm, không khỏi nhíu mày, ngươi không giết ta. Thi thể kia chính là Quỷ Thiên Cừu. Đám người nhìn thấy Quỷ Thiên Cừu cũng không có chết cũng là kinh ngạc không thôi, rất nhiều người rõ ràng nhìn thấy, Quỷ Thiên Cừu bị bác lão giết chết. Tu La Điện còn thiếu một hộ pháp, người nhưng có hứng thú. Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quỷ Thiên Cừu con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà không có giết hắn ý tứ, vậy mà còn nhường hắn đảm nhiệm Tu La Điện hộ pháp. Bác lão đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn xem, thản nhiên nói, thiên thần cảnh đỉnh phong thần tu, tại thái cổ thần giới, cũng coi là có chút, người nếu gia nhập Tu La Điện, lão hủ có thể đi trừ tiếu thương sinh ấn ký. Quỷ Thiên Cừu nghe vậy, mí mắt một trận kích động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bác lão, ngưng tiếng nói, người có thể đi ta linh hồn ấn ký. Bác lão nhẹ gật đầu, nói tiếu thương sinh không chết, nghĩ đến người linh hồn cũng có thể cảm ứng được. Quỷ Thiên Cừu minh bạch bác lão ý tứ, tiếu thương sinh không chết, hắn an nguy liền không nhận bản thân khống chế, chỉ cần tiếu thương sinh một cái ý niệm trong đầu, hắn thân thể vẫn là tùy ý người khác trưởng khống. Trước đó chỉ là hắn dùng cố ý thủ pháp, tránh thoát tiếu thương sinh linh hồn dò xét mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra linh hồn ấn ký, gia nhập Tu La Điện lại như thế nào? Quỷ Thiên Cừu cắn răng nói. Lời còn chưa dứt, bác lão đưa tay vung lên. Một đạo bạch sắc lưu quang từ Cửu Tiêu gào thét mà xuống, trong nháy mắt chui vào Quỷ Thiên Cừu mi tâm bên trong. Ba một tiếng vang giòn, chỉ thấy Quỷ Thiên Cừu mi tâm bắn ra một đạo hắc sắc vũ khí, chậm rãi tiêu tán trên không trung. Quỷ Thiên Cừu kinh ngạc nhìn xem bác lão, hiển nhiên vì bác lão thủ đoạn cảm thấy chấn kinh, hắn trên vạn năm đều đang nghĩ lấy ma diệt ấn ký này, nghĩ hết tất cả biện pháp đều không cách nào làm được.
có thể Bắc lão, lại là hạ bút thành văn, dễ dàng như thế liền giải quyết hắn vấn đề. Chủ yếu nhất là, Bắc lão còn chỉ là một cái chiến thần cảnh tu sĩ mà thôi. Quỷ Thiên Cừu, bái kiến điện chủ. Quỷ Thiên Cừu hít sâu một cái, vẫn là quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Nếu là trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không thần phục bất luận kẻ nào, lấy hắn thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, quỳ sát một cái thiên thần cảnh trung kỳ người, đó là càng thêm không có khả năng. Nhưng là giờ phút này, cái gì ngạo khí, tôn nghiêm, Quỷ Thiên Cừu toàn bộ đều quên hết đi. Hắn một đời cố gắng mục tiêu, liền là giải khai Thiếu Thương Sinh linh hồn ấn ký, thu hoạch được tự do, chính hắn làm không được là, bây giờ vậy mà thực thành công. Chỉ cần không phải nô dịch bản thân như vậy đủ rồi, gia nhập Tu La Điện mà thôi, cũng không phải là cái gì quá chuyện lớn. Từ hôm nay, thần Thiên Nghiêu vì hữu hộ pháp, Quỷ Thiên Cừu vì tả hộ pháp. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu. Thuộc hạ tuân lệnh, thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu hai người đồng thời cung bái nói, hai người nhìn nhau, cũng coi là biết nhau. Phàm Nhi, nhường Tu La Điện người, tốc độ tại trong vòng một ngày chạy tới Thiên Thần Phong. Lúc này, Bắc lão thanh âm tiếp tục vang lên, con người không khỏi nhìn về phía tinh không phía trên thiên mộ thần hoa. Lão sư, Tiêu Phàm lại là nghi hoặc nhìn xem Bắc lão nói. Giả Cửu Thiên, Giả Cửu U tất cả đều chết hết, Thiếu Thương Sinh chạy trốn, bây giờ chiến hồn đại lục địch nhân chỉ còn lại Thái Cổ Thần Giới người. Thái Cổ Thần Giới tu sĩ đi tới chiến hồn đại lục, lực lượng cùng tu vi đều sẽ ngã xuống, căn bản không có cái gì tất yếu tốn công tốn sức đối phó bọn hắn a. Thiên mộ thần hoa, nửa tháng sau thành thục, chiến hồn đại lục muốn ngăn cản người ngoại lai, bằng vào các ngươi điểm ấy thực lực là không đủ, cũng đồng dạng không dám chắc thiên mộ thần hoa. Bác lão nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, lắc đầu, hít sâu một cái nói. Là ta đánh giá quá thấp thiên mộ thần hoa, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Hắn nguyên bản coi là dựa vào Giả Cửu Thiên, Giả Cửu U cùng Thiếu Thương Sinh bọn họ lực lượng, liền có thể nhường thiên mộ thần hoa nở rộ. Có thể hiện tại mới biết được, dù là rút ra toàn bộ thế giới lực lượng, cũng phải hơn nửa tháng thời gian mới có thể để cho hắn thành thục. Cái này trong vòng nửa tháng, đoán chừng Thái Cổ Thần Giới sẽ có vô số tu sĩ đến. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, từng đạo mệnh lệnh hạ đạt. Bây giờ Tu La Điện cũng đã đơn giản quy mô, cơ cấu cũng coi như hoàn thiện. Theo lấy hắn mệnh lệnh hạ đạt, Tu La Điện tức khắc giống như máy móc đồng dạng. Bắt đầu ngay ngắn rõ ràng vận chuyển lại. Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cừu, các ngươi tốc độ chạy tới cái khác bát vực, vô cùng đem Tu La Điện người tại trong vòng một ngày mang về Thiên Thần Phong. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Thần Thiên Nghiêu tự nhiên là không chút do dự đáp ứng rồi, bất quá Quỷ Thiên Cừu lại là ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà liền nhanh như vậy tin tưởng bản thân. Hắn trước đó còn lo lắng Tiêu Phàm kiêng kỵ hắn, sẽ đem hắn giữ ở bên người. Nhìn đến, ta vẫn là coi thường ngươi. Quỷ Thiên Cừu trong lòng đắng chát cười một tiếng, sau đó cung kính gật gật đầu nói, điện chủ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thoại âm rơi xuống, thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu liền tại chỗ biến mất. Phàm Nhi, ngươi đi theo ta. Bác lão đột nhiên lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, giọng nói cực kỳ hiền lành. Tiêu Phàm một mặt lo lắng nhìn xem bác lão, hít sâu một cái. Vẫn là đi theo Bắc lão đi tới. Tiêu Phàm lẳng lặng đi theo Bắc lão, một mực trầm mặc không nói, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, Bắc lão vậy mà đi tới Thiên Mộ Thần Hoa phía dưới. Một cái lắc mình, Bắc lão liền xuất hiện ở Thánh Khiết Thiên Mộ Thần Hoa phía trên, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói tới. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn không biết Bắc lão có cái gì muốn nói cho hắn, nhưng hắn biết rõ, Bắc lão là tuyệt đối sẽ không hại bản thân. Trong thiên hạ, nếu như còn có Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm tôn trọng người, Bắc lão xem như trong đó một cái. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm cũng xuất hiện ở Thiên Mộ Thần Hoa một cánh hoa phía trên, một sát na kia, cuồn cuộn linh khí mãnh liệt mà tới, Tiêu Phàm chỉ cảm giác toàn thân lông dựng đứng lỗ thư giãn ra, cả người thư thái. Thật là nồng nặc thần tính, Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ được thân thể biến hóa, kinh ngạc nhìn xem tứ phương. Nơi này thần tính. Vậy mà so với hắn thôn vệ 3.000 huyết thần quân thần tính còn muốn nồng đậm, thậm chí hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Nơi này thần linh chi khí, ngươi cảm thấy thế nào? Bác lão đầu cũng không về nói ra, ngẩng đầu nhìn xem không chung,
không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thần linh chi khí rất nồng nặc, ẩn chứa thần tính không thể so với thiên thần cảnh thần cách yếu. Tiêu Phàm chi tiết nói ra. Hắn tin tưởng, nếu như có thể thôn phệ luyện hóa nơi này thần tính, hắn nhục thân tuyệt đối có thể làm tiếp đột phá, đi đến thiên thần cảnh đệ tam cảnh bất diệt cảnh giới. Chỉ là thái cổ thần giới tu sĩ sắp đến, lưu cho bọn họ thời gian cũng đã không nhiều lắm. Nguyên bản Tiêu Phàm cho là hắn địch nhân cũng liền là Dạ Cửu U, Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh, thậm chí hắn đã từng còn nghĩ mang theo Tu La Điện tu sĩ giết đến tận Bắc Phực, đồ diệt huyết ma bộ lạc. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ đến là, kế hoạch cùng không lên biến hóa, bây giờ Dạ Cửu U chết rồi, nhục thân bị phệ hồn khống chế. Đồng dạng, Dạ Cửu Thiên cũng bị hắn tự tay giết chết, chỉ có Tiếu Thương Sinh trốn qua một kiếp, bây giờ sinh tử chưa biết. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, hắn hiện tại muốn đối mặt địch nhân không thể so với Dạ Cửu Thiên bọn họ đơn giản, Bác lão tạm thời bố trí cái này trận pháp, có thể phù hộ chiến hồn đại lục nhất thời. Nhưng Bác lão thế nhưng là hao tốn giá rất lớn mới làm đến bước này, hơn nữa trận pháp cũng không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó, chiến hồn đại lục muốn đối mặt, liền là thái cổ thần giới công sát. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên. Nơi này để ngươi đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, hẳn là không khó a. Bác lão chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta tự tin có thể đi đến cấp độ kia tầng thứ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhìn thấy bác lão bộ dáng, hắn cũng có chút đau lòng, lại nói, chỉ là, hiện tại thời gian quá ngắn ngủi. Ngươi có thể nhìn thấu điểm này, vi sư rất an ủi, ngươi đã hoàn toàn lớn lên. Bác lão hài lòng cười một tiếng. Nói, ngươi yên tâm, thời gian phương diện ngươi không cần lo lắng, vi sư mặc dù gần đất xa trời, nhưng còn có chút tác dụng. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, liền vội vàng lắc đầu nói, không, lão sư, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Tiêu Phàm nơi nào không biết bác lão ý nghĩ, bác lão là muốn dùng bản thân năng lực sáng tạo đặc thù thời gian lĩnh vực, thế nhưng là, cái này đại giới khẳng định không phải bình thường lớn. Lúc trước hoa giá thật lớn mở ra nhỏ thời không huyễn cảnh, nhưng hắn được ích lợi không nhỏ, lúc trước hắn còn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi. Bây giờ muốn để hắn đột phá thiên thần cảnh, tốn hao đại giới khẳng định còn muốn lớn hơn nhiều. Bác lão thọ nguyên cũng đã còn thừa không có mấy, Tiêu Phàm làm sao có thể nhường bác lão như thế bỏ ra. Huống chi, lần này bác lão muốn cưỡng ép cải biến thời gian, bỏ ra khả năng liền là sinh mệnh. Đời này hắn thiếu bác lão nhiều lắm, tự nhiên sẽ không đáp ứng bác lão yêu cầu. Vi sư vừa mới còn khích lệ ngươi, nhìn đến vi sư vẫn là đánh giá cao ngươi. Bác lão lắc đầu, sắc mặt biến vô cùng nghiêm nghị, trong đôi mắt lóe qua vẻ thất vọng. Lão sư, đồ nhi dù là mất đi đầu này tính mệnh, cũng sẽ không để ngươi có bất cứ chuyện gì. Tiêu Phàm ngữ khí kiên định nói, hắn không cách nào bảo hộ túy ông, nhưng nhất định muốn bảo vệ tốt bác lão. Đứa ngốc. Thiên hạ không cái nào không tán yến hội, vi sư đời này, có thể có ngươi cái này đồ đệ, cũng đã thỏa mãn. Bác lão hít khẩu khí. Lão sư, Tiêu Phàm trong đôi mắt hơi nước bốc hơi, hắn biết rõ, bác lão quyết định sự tình, cho dù là hắn, cũng không có khả năng thay đổi được. Việc này vi sư đã quyết, chưa kịp Tiêu Phàm nói xong, liền bị bác lão cắt ngang, ngữ khí 10 phần kiên quyết nói, cho dù ngươi có thể đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. Cũng chưa chắc có thể bảo trụ chiến hồn đại lục, cho nên, cần nhiều người hơn mạnh lên. Mạnh lên, Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, vang lên kèn kẹt, gần như muốn bóp ra máu. Đúng vậy a, ta hiện tại thực lực còn quá yếu, liền bản thân bằng hảo hữu đều không cách nào bảo hộ, lại như thế nào bảo hộ chiến hồn đại lục đâu. Giới này bị thiên nhân tộc tộc trưởng dùng lớn thủ đoạn phong cấm, có thể ngăn cản cổ thần cảnh cường giả tiến vào. Cái này đối với ta chiến hồn đại lục tới nói, là một cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Bác lão tiếp tục nói, trong mắt phun phóng tinh quang. Tiêu Phàm nghe vậy, tâm thần chấn động, hắn thế mới biết, Vân Phán như vậy mà cũng hỗ trợ xuất thủ. Vi sư trận pháp, có thể ngăn cản chiến hồn đại lục người tiến đến, là vì giữ lại một tia hỏa trùng, cũng tương tự cố ý ngăn cản thái cổ thần giới tu sĩ thoát đi, chỉ là vì để cho bọn họ lực lượng đến tẩm bổ thiên mộ thần hoa. Nhưng là, trận này tối đa cũng liền có thể kiên trì nửa tháng sau, trận pháp tự động tiêu tán, tất cả mọi người sẽ từ từ khôi phục tu vi,
đến lúc đó chiến hồn đại lục liền chỉ là bị hố dê con. Bác lão lại lời nói thấm thía nói ra. Thế nhưng là, cho dù như thế, cũng không thể để cho lão sư đi chết a. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Trên đời ai bất tử, muốn bất tử, liền phải không ngừng mạnh lên, ta không chết, tất cả mọi người sẽ bị diệt, ta một cái mạng, nếu như có thể cứu chiến hồn đại lục nói, chết cũng đáng giá. Bác lão trên mặt lộ ra thoải mái tiếu dung, tựa như cũng đã khám phá sinh tử một dạng. Tiêu Phàm phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng về phía bác lão xá một cái thật sâu, thanh âm có chút nghẹn ngào, lại là một chữ đều không nói ra được đến. Bác lão vì chiến hồn đại lục, nguyện ý xả thân xả thân, hắn Tiêu Phàm xuất phát từ tự tư, cố nhiên có thể ngăn cản bác lão. Nhưng là, vì chiến hồn đại lục, hắn đồng dạng biết rõ, không thể ngăn cản bác lão. Bởi vì đổi lại là chính hắn, cũng đồng dạng sẽ như thế lựa chọn. Phàm Nhi, người phải nhớ kỹ, muốn để bên cạnh mình người sống sót, không chỉ có muốn trở nên mạnh hơn, còn muốn có bản thân thế lực, hoặc có lẽ là, người bản thân muốn trở thành người trên người. Bác lão ý vị thâm trường nói ra. Người trên người, Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt hơn, hắn như thế nào không biết việc này đâu. Nguyên bản Tiêu Phàm chỉ muốn tự do từ lại tu luyện, có thể trọng sinh cho đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ tự do qua, cái thế giới này, người không trở nên mạnh mẽ, liền tổng sẽ có người đặt ở người trên đầu đi tiểu. Không trở thành người trên người, hắn chú định chỉ là thấp kém run rế. Nếu như hắn Tiêu Phàm đầy đủ cường đại, phía sau thế lực đầy đủ cường hoành, lại có ai dám phạm giới này đâu. Ta Tiêu Phàm thề, đời này định làm người trên người. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm thề nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, bác lão hơi hơi nhẹ gật đầu, hắn liền thích Tiêu Phàm một chút liền rõ ràng thiên phú, căn bản không cần hắn lo lắng cái gì. Phàm Nhi, chiến thần điện cùng truyền thừa điện ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Bác lão lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm ngâm lúc này nói, chỉ cần bọn họ vì chiến hồn đại lục mà cố gắng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thừa nhận bọn họ vẫn là chiến hồn đại lục người. Nhìn đến ngươi đã sớm nghĩ thấu, vi sư cũng yên lòng. Bác lão vuốt vuốt mỏng manh sợi râu nói lập tức thần sắc bỗng nghiêm một chút nói, cuối cùng hỏi ngươi một câu, trước mắt có hai cái lựa chọn, một là vi sư có thể cho ngươi lấy được thiên mộ thần hoa, hai là đem thiên mộ thần hoa thần tính phân cho Tu La Điện. Hiện tại còn có một ngày thời gian, ngươi tự mình nghĩ rõ ràng lại nói cho ta. Bác lão để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất, Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở thiên mộ thần hoa cánh hoa phía trên, nghiêm túc trầm tư bác lão trước khi rời đi câu nói kia. Sau một lát, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, nhìn phía xa bác lão mơ hồ bóng lưng, cười khổ nói, lão sư, cái này với ta mà nói cũng không cần lựa chọn. Hắn Tiêu Phàm không phải vì tư lợi người. Bác lão vì chiến hồn đại lục nguyện ý hy sinh bản thân, hắn Tiêu Phàm lại làm sao có thể độc hưởng thiên mộ thần hoa đâu. Lão sư, ta sẽ không để ngươi thất vọng, luôn có một ngày, ta Tiêu Phàm tên, chắc chắn vang vọng chư thiên vạn giới. Tiêu Phàm nội tâm gào thét. Một ngày thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày này thời gian bên trong, liên liên tục tục có vô số tu sĩ từ tứ phía bát phương chạy đến. Chín điện tu sĩ toàn bộ đều chạy tới. Tụ tập tại Thiên Thần Phong phía dưới. Thiên Thần Phong bên trên chiến thần điện tu sĩ, toàn bộ đều dọa đến nhao nhao chạy trốn mà ra, chiến luân hồi cùng Tiếu Thương Sinh đã chết, quỷ thiên cử quy thuận Tiêu Phàm, bọn họ cũng đã không cùng Tu La Điện tranh phong vốn liếng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Tiêu Phàm hít sâu một cái, hóa thành một vệt sáng hướng về Thiên Thần Phong bay đi. Điện chủ, Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện. Ảnh Phong chờ Cửu Điện Diêm La toàn bộ đều tiến lên đón, hướng về phía Tiêu Phàm cung kính một xá nói. Đều đến đủ, Tiêu Phàm hít sâu một cái, quét mắt toàn trường liếc mắt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bác lão trên người. Bác lão cùng bác thần Phong đang tại nói một ít gì, bác thần Phong hai mắt đỏ bừng quỳ gối bác lão trước mặt, thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Tốt, Nam Nhi đại trưởng phu, đổ máu không đổ lệ, nên nói ra ra cũng đã theo như ngươi nói. Cái thế giới này rất lớn, về sau đường, chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân đi. Bác lão bàn tay vỗ vỗ bác thần Phong bả vai, thán một hơi. Trên đời này, nếu như nói bác lão còn có lo lắng người, bác thần Phong tuyệt thế xem như một cái. Là, ra ra, bác thần Phong thanh âm có chút nghẹn ngào, quỳ gối bác lão trước mặt,
trùng điệp dập đầu ba cái cốc đầu. Tốt, thời gian cũng không sai biệt lắm. Bác lão vừa ngoan tâm, không có ở để ý tới bác thần phong, mà là nhìn về phía tu la điện tu sĩ nói, hắn thần thái an tường, không có bất luận cái gì đối mặt tử vong hoảng hốt. Lão sư, Tiêu Phàm thanh âm nghẹn ngào. Nam tử hán không tất yếu bà mụ mụ. Bác lão khoát tay một cái nói, ngươi làm tốt quyết định sao? Tiêu Phàm hít sâu một cái, áp chế bản thân cảm xúc, nói ta tuyển loại thứ nhất. Bác lão hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn trên người đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường đại khí thế, áo bào phồng lên, một vòng hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Hư không đều biến vặn vẹo, cuồng bá lực lượng, liền Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh đều tiếp nhận không được, không khỏi hướng về phía sau lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, bác lão kết liễu mấy đạo thủ ấn, từng đạo rườm rà đường vân xuất hiện, giống như thần liên đồng dạng, lấy bác lão làm trung tâm, hướng về chân trời bay đi. Đường vân thần liên tốc độ cực nhanh, sau một lát, liền xông vào cửu tiêu, xuất vào thiên mộ thần hoa bên trong. Xa xa nhìn lại, đường vân thần liên liền tựa như một đóa đổ tới cánh hoa đồng dạng, cùng thiên mộ thần hoa lẫn nhau giao ánh, tựa như một cái phễu một dạng. Một thoáng thời gian, có thể nhìn thấy, thiên mộ thần hoa khẽ run lên, chỉ thấy từng đạo bạch sắc lực lượng lan tràn ra, dọc theo cái kia đường vân thần liên nhanh chóng thẩm thấu. Mấy hơi thở thời gian, bạch sắc sương mù liền đem cả tòa thiên thần phong bao phủ ở bên trong, mờ mịt thần linh chi khí giống như phong bạo bao phủ tứ phía bát phương. Tu la điện tất cả mọi người nghe lệnh, bước vào thiên thần phong. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, tiếng truyền thiên địa đạo. Tuân lệnh, tu la điện đám người nghe lệnh, nhao nhao hướng về thiên thần phong bay đi, chiến thần điện tu sĩ không biết vì sao, nhưng bọn họ nhìn thấy cái kia mờ mịt thần linh chi khí, cũng biết rõ tu la điện tu sĩ sắp thu hoạch được một trận to lớn cơ duyên. Đáng tiếc, bọn họ một mực cùng tu la điện là địch, Tiêu Phàm không giết bọn hắn cũng đã không tệ, tự nhiên không sẽ cùng bọn họ chia sẻ lần này cơ duyên. Chiến hồn đại lục nguy nan sắp đến. Tu la điện rộng mời thiên hạ tu sĩ gia nhập, nguyện ý gia nhập người, tiến vào thiên thần phong. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Cái gì, chúng ta cũng có thể gia nhập tu la điện. Chẳng lẽ hắn không được ghi hận chúng ta sao? Là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tiêu điện chủ hạng gì lòng dạ, há lại sẽ ghi hận chúng ta? Tiêu điện chủ lòng dạ rộng lớn, chúng ta bội phục, từ hôm nay, Ngô Mỗ mạng người liền là tiêu điện chủ. Ngô Mỗ nguyện ý vì chiến hồn đại lục cống hiến bản thân một phần lực lượng. Còn có ta cũng nguyện ý gia nhập tu la điện. Chiến thần điện tu sĩ nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc vô cùng, sau đó liền ngạc nhiên mừng rỡ, bọn họ cực kỳ bội phục Tiêu Phàm lòng dạ rộng lượng. Nếu là đổi lại một người khác, đừng nói cùng bọn hắn chia sẻ cơ duyên, không giết bọn họ đã coi như là rộng lượng. Một thoáng thời gian, chiến thần điện tu sĩ nhao nhao hướng về thiên thần phong phương hướng bay đi, thậm chí không những chiến thần điện tu sĩ, còn có không ít chiến hồn đại lục cái khác tu sĩ. Đương nhiên, cũng có không ít không nghĩ gia nhập tu la điện, bọn họ có là quen thuộc tự do, có lại là không mặt gia nhập tu la điện, thậm chí còn có không ít ghi hận tu la điện. Tiêu Phàm cũng không quan tâm tất cả những thứ này, thân hình lóe lên, thế mà xuất hiện ở thiên thần phong đỉnh, tại hắn phía dưới. Thì là cửu điện Diêm La cùng hai đại hộ pháp. Lại sau đó liền tu la điện cái khác tinh anh cấp nhân vật, ảnh phong bọn họ đã sớm sắp xếp xong xuôi chỗ đứng. Thời không thiên giới, mở. Bác lão một tiếng quát nhẹ, hai tay kết ấn, lại đánh ra mấy đạo thủ ấn, hư không rung động kịch liệt, đường vân thần liên vang lên ầm ầm, dường như chân thực tồn tại. Sau một khắc, hư không lần nữa biến hóa, chỉ thấy đường vân thần liên càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít, đem thiên thần phong vây quanh dày không lọt gió. Oanh long long, từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, dường như kinh lôi đồng dạng, chấn động đến toàn bộ chiến hồn đại lục đều là lay động, tựa như tùy thời có thể sụp đổ một dạng. Ta lực lượng, thiên thần phong bên ngoài tu sĩ đột nhiên có người kêu sợ hãi, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng trong nháy mắt biến mất, thanh âm chưa dứt, cả người liền co quắp ngã trên mặt đất, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Một màn này không chỉ có phát sinh ở thiên thần phong bên ngoài, mà là phát sinh ở toàn bộ chiến hồn đại lục, các đại cổ tộc tu sĩ cũng nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, hoàn toàn bị trong nháy mắt hút hết lực lượng. Những lực lượng kia, hóa thành từng sợi điểm sáng màu trắng, chậm rãi trôi nổi mà lên,
dường như ngàn vạn tinh thần tô điểm giữa thiên địa. Bất quá rất nhanh, điểm sáng màu trắng liền bị cái kia lít nha lít nhít rễ cây thôn phệ, toàn bộ đều điên cuồng tràn vào thiên mộ thần hoa bên trong. Ngay sau đó, thiên mộ thần hoa vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nở rộ. Trong nháy mắt rút sạch một giới lực lượng, chỉ vì thúc thiên mộ thần hoa, đây là điên rồi sao? Một vùng núi bên trong, một cái áo bào đen thanh niên đột nhiên mềm ngã trên mặt đất, kinh ngạc nhìn xem hư không nói. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra, áo bào đen thanh niên không phải kẻ khác, chính là Quân Nhược Hoan. Lời còn chưa dứt, Quân Nhược Hoan đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ thấy cửu tiêu phía trên thiên mộ thần hoa, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nở rộ lấy. Không đến ba hơi thời gian, thánh khiết thiên mộ thần hoa liền nở rộ tại toàn bộ thế giới, trong sáng quang mang đem toàn bộ chiến hồn đại lục đều chiếu sáng vô cùng. Không đúng, có người đang rút ra thiên mộ thần hoa lực lượng. Quân Nhược Hoan sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi nói, trên mặt đều là vẻ khó tin, con người hướng về Tây Phương nhìn lại. Thiên mộ thần hoa xác thực nở rộ, nhưng tựa như phù dung sớm nở tối tàn, còn không có kiên trì hai cái hô hấp thời gian, rốt cuộc lại nhanh chóng uể oải xuống dưới. Không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định có người đang rút ra thiên mộ thần hoa lực lượng, một khi luyện hóa thành công, chiến hồn đại lục cũng liền lại không thiên mộ thần hoa. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời không thiên giới? Quân Nhược Hoan dường như thấy được nơi xa cảnh sắc đồng dạng, không khỏi híp híp hai mắt nói, thật lớn thủ bút, đây là muốn cùng thái cổ thần giới người tới quyết nhất tử chiến sao? Tại Quân Nhược Hoan nhìn đến, chiến hồn đại lục chỉ là một cái tiểu thế giới, muốn tranh đoạt thiên mộ thần hoa cơ hồ là không thể nào, cùng thái cổ thần giới so sánh, cả hai hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Mà hiện tại, chiến hồn đại lục lại có người đang rút ra thiên mộ thần hoa lực lượng, cái này cũng thì tương đương với đem thiên mộ thần hoa độc tài tại hoài. Thái cổ thần giới người tới nếu như biết rõ, nhất định sẽ không chết không thôi. Dù sao, thiên mộ thần hoa quá mức chân quý, đủ để cho cổ thần cảnh cường giả máu chảy thành sông, lại càng không cần phải nói một chút thiên thần cảnh tu sĩ. Nghĩ vậy, Quân Nhược Hoan không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Nơi đó chính là tinh không cổ lộ vị trí phương hướng. Hắn trong đôi mắt lóe ra dị dạng quang mang, dường như thấy được trên tinh không cổ lộ tình cảnh. Quân Nhược Hoan cau mày, thần sắc mười phần ngưng trọng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chiến hồn đại lục đang tại cấp tốc tới gần tinh không cổ lộ nhập khẩu. Dựa theo dạng này tốc độ, không cần bao lâu thời gian, liền có thể sát bên thái cổ thần giới, dùng chiến hồn đại lục phía trên trận pháp che lấp cửa ra. Đến lúc đó, phàm là từ thái cổ thần giới tiến đến tu sĩ, đoán chừng đều sẽ hóa thành bị tước đoạt tu vi cùng lực lượng, hóa thành thiên mộ thần hoa chất dinh dưỡng. Không hổ là trong truyền thuyết tổ giới, lại có như thế đại năng, dám tính toán thái cổ thần giới người, một khi hắn hoàn toàn hấp thu thiên mộ thần hoa lực lượng, cho dù không thể đột phá thần vương, cái kia đoán chừng cũng không sai biệt lắm. Quân Nhược Hoan âm thầm trầm ngâm nói. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm giác thể nội lực lượng càng ngày càng nhỏ, cả người đều thật giống như bị hút hết đồng dạng, ý thức cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Sau một lát, Quân Nhược Hoan triệt để ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Dạng này sự tình không chỉ phát sinh ở Quân Nhược Hoan trên người, chiến hồn đại lục các nơi, vô luận là người, vẫn là hồn thú, hoặc là cái khác sinh linh, thể nội lực lượng cũng đang nhanh chóng bị rút ra. Bọn họ lực lượng hóa thành điểm sáng màu trắng. Hướng về không trung ngưng tụ, bị thiên mộ thần hoa rễ cây hấp thu. Thiên mộ thần hoa lúc sáng lúc tối, nó năng lượng bị bác lão thời không thiên giới rút đi, đồng thời, nó lại không ngừng hấp thụ chiến hồn đại lục năng lượng bổ sung tự thân. Những cái này bị rút ra năng lượng, tại bác lão bố trí thời không thiên giới phía dưới, nhao nhao bị thời không thiên giới bao phủ tu sĩ hấp thu. Thời không thiên giới bên trong không ít tu sĩ trên người thỉnh thoảng truyền đến đột phá cơn bão năng lượng. Bất quá quỷ dị là, mỗi người đều tựa như thân ở không giống thời không, tu sĩ ở giữa không ảnh hưởng lẫn nhau. Chậm rãi, thiên mộ thần hoa khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên là cái này năng lượng phun ra nuốt vào đạt đến cân bằng. Giờ phút này, Tiêu Phàm ngồi ở thiên thần phong đỉnh, cuồn cuộn thần linh chi khí tràn vào hắn thể nội, Tiêu Phàm thân thể liền tựa như một cái động không đáy đồng dạng, từ phía trên chiếu nghiêng xuống năng lượng, bị hắn cơ hồ hấp thu một phần hai. Cái khác đến hàng vạn mà tính tu sĩ cộng lại cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm,
đủ để tưởng tượng Tiêu Phàm cơ sở vững chắc. Lại hấp thu Thiên Mộ Thần Hoa năng lượng quá trình bên trong, Tiêu Phàm nguyên bản thụ thương mắt phải, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, trên người ám tật cũng quét sạch sành sanh. Hắn trên người khí thế không ngừng kéo lên, ẩn ẩn có loại muốn đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ xu thế. Thiên thần cảnh tu luyện quá trình rất đơn giản, kia chính là không ngừng cường hóa nhục thân, nhưng nhục thân phát sinh 3 lần chất thuế biến, thần linh chi khí rửa sạch tự nhiên liền là cường hóa nhục thân tốt nhất phương pháp. Thiên Mộ Thần Hoa không chỉ có hàm chứa thần linh chi khí, còn hàm chứa một loại huyền diệu pháp tắc chi lực, loại lực lượng này, là thiên thần cảnh tu sĩ theo không kịp. Cũng chính là bởi vì hàm chứa pháp tắc chi lực, Thiên Mộ Thần Hoa mới quý giá như thế, đồng dạng, nó mới có thể mau chóng rèn luyện nhục thân. Theo lấy thần linh chi khí cùng pháp tắc chi lực tràn ngập toàn thân mỗi một đầu kinh mạch và mỗi một tế bào, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn da thịt đều tản ra nhàn nhạt kim sắc huỳnh quang. Loại kia quang mang trải rộng toàn thân, xa xa nhìn lại, liền tựa như Tiêu Phàm cả người phát sáng đồng dạng, bàng bạc sinh cơ từ hắn trên người tản ra. Tiêu Phàm lại không có quan tâm tất cả những thứ này, trong đầu hắn không ngừng vận chuyển vô tận chiến điển đệ nhị trọng, cả người dường như tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Vô tận chiến điển cực kỳ bác đại tinh thâm, lấy Tiêu Phàm thiên phú, lĩnh ngộ đệ nhị trọng đều bỏ ra không ít thời gian. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng cho dù cho hắn vô tận chiến điển, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tu luyện, đây cũng là vô tận chiến điển không có rơi vào người khác trong tay nguyên nhân một trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, người nào cũng không có chú ý đến Tiêu Phàm trên người tình huống, giờ phút này, mỗi người đều đắm chìm trong tự thân tu luyện bên trong. Nồng đậm thần linh chi khí cùng pháp tắc chi lực, đối với một đám thấp giai tu sĩ tới nói, đơn giản liền là linh đan diệu dược. Một chút thấp giai tu sĩ, vậy mà không nhìn chiến hồn phẩm giai hạn chế, nhao nhao bước vào tầng thứ cao hơn, cái này làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, cũng tương tự hưng phấn không thôi. Chiến thần đỉnh phong, Lăng Phong mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, nhìn về phía cách đó không xa ngồi Tiêu Phàm, ngưng tiếng nói, lão tam, ngươi yên tâm, ta sẽ không trở thành ngươi vướng víu, nhất định muốn đột phá thiên thần cảnh. Lúc này, ngồi ở Lăng Phong cách đó không xa Quan Tiểu Thất trên người phồng lên lấy cường đại khí tức, ngưng tiếng nói, thật là nồng nặc thần linh chi khí, đối với ta linh tộc tới nói, đơn giản liền là tu luyện thánh địa, lần này, nhất cử đột phá thiên thần cảnh hẳn không có vấn đề. Quan Tiểu Thất ngôn ngữ bên trong tràn đầy tự tin, tựa như thiên thần cảnh đối với hắn tới nói cũng không phải là một đạo khảm, tùy thời đều có thể đột phá một dạng. Oanh, một tiếng nổ vang kinh khởi Quan Tiểu Thất lực chú ý, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là phát hiện Tiểu Kim lại biến thành một đầu rộng lớn kim sắc sư tử, cả người thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Tại Tiểu Kim dưới chân, dẫm lên bốn đám kim sắc hỏa vân, chói lọi chói mắt, cuồng bạo khí thế theo nó trên người tản ra, dù là không còn cùng một không gian, đều có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng khí tức. Tiểu Kim đột phá thiên thần, Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn xem Tiểu Kim nói. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, Tiểu Kim cự ly thiên thần cảnh lúc đầu chỉ có cách xa một bước, hắn hiện tại có thể đột phá thiên thần cảnh cũng là tại tình lý bên trong. Kế tiếp tới phiên ta, Quan Tiểu Thất nắm chặt lại nắm đấm, thần sắc kiên định lạ thường. Giờ phút này, đột phá thanh âm thỉnh thoảng vang lên, chỉ là thanh âm bị không gian lực lượng áp chế, nhưng những người khác nghe được vẫn là không có vấn đề gì, bất quá tất cả mọi người cũng không có coi là chuyện to tát. Bởi vì ở đây tất cả mọi người, đều hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tiến bộ, có càng là liên tục đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, thậm chí một hai cái đại cảnh giới. Đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, cũng không phải là cỡ nào phiền phức sự tình. Đám người không phát hiện là, thiên khung phía trên, thánh khiết Thiên Mộ Thần Hoa, chậm rãi biến khô héo lên, trong đó một mảnh cánh hoa càng là triệt để đã mất đi quang trạch. Mặc dù nó một mực thôn vệ chiến hồn đại lục sinh linh lực lượng bổ sung tự thân, nhưng cũng không phải là không hạn chế. Nếu không nói, Thiên Mộ Thần Hoa hoàn toàn có thể thời gian dài tồn tại, nhưng tu sĩ dùng bất tận đột phá. Lúc này, thiên thần phong chung quanh, cơ hồ chỉ còn lại đột phá thanh âm. Bên ngoài những cái kia chưa từng gia nhập tu la điện nhưng như cũ còn duy trì thanh tỉnh tu sĩ, toàn bộ đều lộ ra khó coi vẻ. Bọn họ trong lòng hối hận không thôi, nếu như có thể gia nhập tu la điện, chẳng phải là đại biểu bọn họ cũng đồng dạng có thể đột phá. Đáng tiếc,
Trên đời không có nếu như, từ Tiêu Phàm mở miệng thời điểm trở đi, bọn họ liền lựa chọn rời xa Tu La Điện, cũng liền cách xa một phần này cơ duyên. Theo lấy thời gian tốc độ chảy mất, mảnh thứ hai cánh hoa cũng chậm chậm khô héo, ngay sau đó mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn. Sau 7 ngày, đám người cũng đã bắt đầu hấp thu mảnh thứ năm cánh hoa lực lượng, trong lúc đó, không biết ra đời bao nhiêu chiến thần cảnh cường giả, về phần chiến thánh cảnh tu sĩ, hoàn toàn đếm không đến. Ầm vang, coi như đám người kinh hỉ thời khắc, lúc này, một tiếng kinh thiên nổ vang vang vọng thiên thần phong, thanh thế cuồn cuộn, trong nháy mắt hấp dẫn đám người ánh mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 103.